có gì lại không? I don't know what to talk to you about tonight. Tối nay có gì có muốn bàn về chuyện gì? Nói thì biết. Anyone want to bring up something they'd like to discuss? Okay, so much cooperation. Anh cũng hứng thú lắm. Okay, yes. Somebody asked me about taking refuge. Tôi hỏi thầy về cái quy y. And refuge, taking refuge, triple jewel. Quy y tam bảo là cái gì? To take refuge with the triple jewel, it comes from the Chinese. Wei yi san bao. Quy y tam bảo. It means you break down the meaning of the words. Cái gì nhìn lại cái chữ, ý nghĩa của chữ. It means that you to quay is to return. Quy là trở lại. Quay or looking ta chi 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 nữa hả? Bà đi nghỉ rồi hả? She'll be back. Okay. We can't translate for her anyway. Quay in Chinese means to return. Okay. Quy tinh hoa là trở lại. Yeah. Y means to depend, to rely upon. Right. Y là y tựa, ý lại. Okay. So what it means is that you rely, you return to the triple jewel, to depend on the triple jewel. Okay. Quy có nghĩa là cái gì? Mình trở về lại với tam bảo để nương tựa với tam bảo. Okay. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là once you take refuge to triple jewel, you keep on coming back lifetime after lifetime to take refuge to triple jewel and rely upon the triple jewel. Một khi mà quý vị đã quy y với tam bảo một lần rồi ấy, thì trong tương lai đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ tiếp tục trở về và nương tựa vào tam bảo. Okay. So it is a process that transcends time and space. Thành cái gì quý lắm, tam bảo nó quý lắm ạ. Tại vì nó qua một cái thời hạn, với thời gian, với cái không gian rất rất là dài, rất là lớn lắm. Okay. And therefore, it is actually an asset. Thì ra cái đó là một cái kho tàng của chúng ta. Because every time you take refuge with the triple jewel, you accrue the blessings with the triple jewel. Tại mỗi lần khi mà chúng ta mà quy với tam bảo thì chúng ta đang khai thác cái kho tàng đó và đang tích tụ kho tàng đó. And the more you do, the more you come back, the more you want to come back, because the more you find it beneficial to take refuge and rely upon the triple jewel. Tại vì quý vị càng quy tâm bảo càng nhiều thì càng cảm thấy là mình càng thích quy y tam bảo, tại vì càng thấy càng lợi lộc rất là lớn lao. Okay. Why? So that's the meaning of the quy y. The san bảo, the triple jewel. Okay, tam bảo là sao? The triple jewel are the three jewels, ba cái bảo vật. These are the three most precious things in life. Ba cái bảo vật này là một cái ba bảo vật quý nhất trong cuộc đời. Okay. Those people who are rich enough will appreciate these three jewels. Những cái người mà giàu đó, họ sẽ biết quý báu cái loại bảo này, ba cái bảo vật này.
they really appreciate these jewels. Okay? Because it's no different than, no different from a art connoisseur, connoisseur appreciate the great arts. Không khác gì những cái gì mà sưu tầm, những cái người mà sưu tầm những cái tranh vẽ, những cái hội họa đó, những cái tượng, họ quý báu những cái đài tác phẩm. Okay, because they're of extreme great value, tại vì nó quý không thể tưởng tượng, không thể nào bỏ được là cái giá đó. It's priceless. Okay, so what are these triple jewels? Ba cái đảm bảo là gì? The Buddha jewel, Phật bảo. The Buddha jewel is the jewel that is the Buddha is the manifestation of the completion of blessings and virtue, blessings and wisdom. Phật bảo là cái sự biểu hiện của cái thành tựu của cái phước báo và trí huệ. Thank you very much. Okay, the Buddhas are the richest people in the world. Đức Phật á là kẻ giàu nhất trong thế gian này. Richest, bao nhiêu? Không ai giàu hơn Đức Phật được hết. I know the Americans, you worldly people, gauge your success based on how much wealth you accrue in your lifetime. Người thế gian đó, thì người ta tự so sánh với nhau bằng cách ta qua từ đời. Cái đời này, cái gì làm được bao nhiêu tiền, giàu được bao nhiêu, có nhân có được bao nhiêu cái nhà, ha, bao nhiêu tiền, bao nhiêu xe hơi. Thì đó là một cái sự thành tựu của cuộc đời con người. And so we gauge our success. My friends gauge themselves on how much they're worth. You know, they said, you know, my brother is worth $20 million. Ông nói, ông bạn thầy nói, em trai của tôi hả? Nó ở bên Nữ Ước, nó trị giá 20 triệu đô la. Okay? When you live in New York, $20 million is not much. Nếu cái gì mà sống bên Nữ Ước, 20 triệu là không bao nhiêu hết. Because the house costs at least $5 to $10 million already. Tại sao bên kia một cái nhà tốn 5 triệu rồi? 5 triệu đến 10 triệu. Okay? Am I right, Sandeep? You've been to New York or you only went to Houston? Houston or New York? Yeah. Been to New York? Houston's not easy. Easier. New York is very expensive. Too expensive. Yeah. In New York or Houston? In New York, but it's kitchen hall. Kitchen hall? Yeah, it's one bed, one walk away for lunch. Oh my goodness, you had to give me the address. I love to go to New York. I couldn't afford to go to New York because the hotel rates are too expensive. Oh, there's one hotel. You can have a choice. I'm always for $15. $15? With cockroaches and everything? He is very noisy. You next door, talk on phone, play video game, I remember I almost went to New York and I checked the hotel rates and said back then the hotel is like $200 per night. I said, wow, this is too much. $200 a night. Nowadays a lot more. We can find a 45 a night. 45 a night, yeah. Anyway, so people in the world, they gauge themselves, they put a number, they say, okay, I'm worth, Warren Buffett is worth $50 billion. Warren Buffett thì trị giá 52 tỷ đô la. Okay? So the people gauge themselves on how their net worth. The Buddha's net worth is countless. Cái giá trị giá của Đức Phật á, cái tài sản Đức Phật á, nó vô giá luôn đó. You name it, he has it. That's how rich he is.
Yeah, giàu như vậy đó. And he is also rich in wisdom and virtue. Ngài cũng là rất giàu về cái trí huệ hoặc là cái đức. Okay. So the rich in virtues means that he's never wrong. Cái trí huệ nghĩa là sao? Đức Phật không bao giờ sai, không bao giờ sai. Think about it. Every single thing he does is always never wrong. That's wisdom. Cái trí huệ rồi đấy, không bao giờ làm gì sai lầm hết, không bao giờ. Okay. That's what the Buddha joys. And đó là cái đó là Phật bảo. It is a priceless and a perfect manifestation of achievement. Thành ra Đức Phật là một cái sự thành tựu mà lớn lao nhất trong cuộc đời này. I dare anyone to find a bigger accomplishment than Buddhahood. Thành thầy cam đoan cái gì, không có một cái sự thành tựu nào mà lớn hơn cái Phật quả này, không có nào hết. You can make all the money in the world. You can own as many hotels you want, as many boats you like. Okay, but you know the utmost achievement that any person, anyone in this universe is Buddhahood. Thành cái Phật quả là cái mà cái thành tựu mà có thể mà là cái một cái mục tiêu mà nó cao cả nhất mà tất cả mọi người có thể có. It's the highest goal, it's the highest attainment that anyone can have. Any questions about that? How does he get to be to have such a great attainment? Làm sao mà Đức Phật có được cái sự thành tựu lớn lao như vậy? It's because of the Dharma jewel. Tại vì nhờ cái pháp bảo. It is said in Buddhism, the Buddhas are born from the Dharma. Tại vì sao? Bên Phật giáo mình nói là Phật bảo, Đức Phật được sanh từ cái Phật bảo ra. He gets to be a Buddha because he practices the priceless Dharma. Các ngài đó, các vị đó thành Phật là tại vì họ tu hành cái pháp bảo nó vô giá. Okay? So that's the mother source of it all. Thành cái pháp bảo là cái nguồn gốc của tất cả cái sự thành tựu lớn nhất. What does it have to do with you? Nó liên quan đến cái gì? Yes, something. Now you hear about the great Buddha jewel and the great Dharma jewel. What are you going to do? Accepted and practices. Very good. Excellent. Ông nói theo bây giờ, hỏi ông bây giờ mà ông đã nghe được cái pháp bảo Phật bảo rồi thì ông làm gì? Ông nói thứ gì mình chấp nhận như vậy mình tu đó. How are you going to practice it? It sounds good, but how are you going to practice it? Làm sao? Thầy hỏi, nói có lý đúng như thế, làm sao mà làm tu bây giờ? How? Follow Dharma teaching, theo cái pháp bảo, theo cái lời dạy của pháp. Ah, very good. That's what I'm getting at. Thank you for telling me. You're very good. You are a very good Taoist. Dharma Master Helper. Thầy nói là khen ông là một người đạo sĩ mà được có công giúp đỡ nói pháp cho người thầy. Muốn tu cái pháp phải tìm cái pháp. You want to practice the Dharma jewel, you have to look for the Dharma jewel. Phải biết tìm.
look for it. You know how you have to know how to look for it. That's life's mystery. Cái đó là cái bí mật quan trọng nhất của cuộc đời của người. How, if we realize, Jenny, that becoming a Buddha is the most, the biggest, okay, the most important attainment you can ever have. Cái mình nghĩ lại thế coi. Nếu như mà mình biết quả Phật á, là cái việc mà người có thể mà thành công, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình có thể có được. Mình cần pháp tới đó. We know we need a Dharma to get there. Okay? We just want to have the Dharma is like a treasure map. Cái pháp là giống như là cái bản đồ của cái kho tàng. Muốn tới kho tàng, phải tìm cái bản đồ. You want to find that treasure, you have to find that map. And go through Captain Hook. You all, you Chinese people have no culture at all. Mấy người Á Đông quý vị không biết gì về cái văn hóa người Tây Phương thế nào hết. You look at treasure map, you have to deal with Captain Hook. That's a must. Never mind. It's okay. It's very American. It's not for Chinese. Thế nào mình phải tìm cái địa đồ. Okay? And the treasure map is transmitted by the triple jewel. Cái địa đồ này chỉ có tăng già mới truyền. No one else can. Không ai truyền, không ai khác truyền được. That's what the Buddha decreed. Thì Đức Phật khi mà Đức Phật ra rồi ra thế xuất thế là nói là ta tới đây ta tu cái pháp bảo này và sau khi ta đi rồi ta sẽ truyền cái pháp bảo này cho tăng đoàn để tăng đoàn truyền lại cho đời sau. So the Buddha says, I came to this world and showed to all of you that you too can be just like me. You can accomplish the biggest accomplishment there is possible to all living beings by practicing this thing called the Great Dharma. Thấy cái đại sự Phật dễ sợ không? Một cái người mà cái nhìn nó rộng lớn không thể tưởng được. And how vast the Buddha wisdom is. Says, this is the most wonderful thing, the most significant thing you can do in your life. And there's a way to attain this thing called Buddha fruition. Có một cái phương pháp để giúp quý vị đắc được cái Phật quả này. I've done it. You can too. Đức Phật nói, Như Lai đã làm rồi, quý vị cũng sẽ làm được. Anyone can do it, including the Taoist. Ngay mấy người đạo sĩ làm cũng được nữa. Or the non-Taoist. Okay? And he says, I entrust this Dharma here to the Sangha to transmit it. Đức Phật nói, Như Lai nhập diệt rồi, Như Lai sẽ truyền cái pháp này cho tăng đoàn, để tăng đoàn truyền lại cho đời sau. Question, ai thắc mắc gì không? Is it possible to have a Buddha before the Dharma? I don't know. I wasn't born then. Thầy không biết. Vào đó thầy chưa sinh ra nữa. Có người nghĩ có không? The question: Can there be a Buddha jewel before the Dharma jewel? Yes. Mr. Philosopher, is it possible? Some level are different. They're not different. How? Hiện tại con nghĩ sao? Từ đó cái vô minh vô hành này nọ rồi Đức Phật là cái người giống như thể hiện ra để làm cái chuyện đó để đi ngược lại cho mình thấy thôi chứ
hiền. Bởi vậy mình phải dạy tiếng Việt. Bây giờ mình có cái Phật pháp nó tới Việt Nam rồi, ha. Bây giờ phải dịch lại là tiếng Anh cho người, mấy người Anh ta hiểu. That is why I maintain, I promise you, Jenny, after the Tianqi, we will have Vietnamese Dharma class. The answer is no predecessor. There's no follower. Cũng không có bắt đầu, cũng không có đuôi. Okay. Cái đó chỉ là một cái phương tiện để dạy chúng sanh phương pháp thành Phật thôi. Okay. Chẳng có nhé. Tam bảo chỉ là một thôi. So the answer is it's only an expedient to point the way for you, to talk about roadmaps and tell you and advise and urge you what to do. Clearly spell what we need to do to get there. But in essence, there's no such a thing as the Dharma giving birth, the jewel giving birth to the Buddha jewel. All three are just one. It's no different. Tam bảo thì là một thôi. Chỉ cái phương tiện để mà dạy chúng sanh thôi. Okay, you buy that? All right. So now we here we are. Chúng ta ở đây. We can't see it's one. Mình không thấy được một, mình thấy ba. We can only see three. Okay. In our mind, in our state of confusion, trong cái mê muội chúng ta đó, chúng ta không cách nào thấy là một. We cannot possibly see them as one. We see them as three separate entities. Mình thấy ba cái đó là ba cái bảo khác biệt nhau. Chỉ người trí huệ như Phật mới thấy được ba cái đó thiệt là một thôi. So only the wise ones like the Buddhas, they see it as one. We can't see it as one. We see them as three. Okay? Doesn't matter. Even though we continue to see them as three, we practice it, we also eventually will become a Buddha and see them as one as well. So it really makes no difference. Thành nó không quan trọng. Có một hay là ba cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là mình phải làm gì cái đó để mình đi tới đó, để mình cuối cùng mình thấy được cái chi thể, có được cái chi thể chân chính. Okay? All right. So, There is where I'm trying to get to. Cái này là cái này tới dẫn tới cái ý mà thầy muốn nói ngày hôm nay. Because this afternoon we started talking about worldly dharma and transcendental dharma. Tại buổi chiều này ngồi nói chuyện chơi đó, bằng ăn sau khi giờ trưa đó, nói hai tiếng đồng hồ luôn, hết thì giờ luôn, nói mà quên đi thiền luôn nè. When the tòa thiền. And the subject comes up as to worldly dharma versus transcendental dharma. Thành cái vấn đề mình chỉ là nói nhiều, có nói bắt đầu nói ra sơ mà mình phải cần chia sẻ với đại chúng. Cái này thì cứ do dự không dám nói nhiều. Thành nói một lần nói đụng chạm thêm người này đến người khác. I always shy from talking about it in the past because I felt that the more I talk about it, the more I will offend some people. And the longer I wait, it seems like I offend more and more people. So it doesn't matter anymore. And càng đợi càng đụng chạm càng nhiều. The Dharma jewel, the transcendental Dharma jewel, is only transmitted by the Sangha jewel. Thành ra trong Phật pháp chúng ta đó, thế giới Phật pháp đó, thì cái pháp bảo đó, nó được truyền bởi cái tăng bảo. Okay. It's only one way, có một cách thôi. Tăng bảo mới được truyền cái pháp bảo. Tại vì Đức Phật đã dạy như vậy. Because the Buddha said, he decreed, my Dharma will depend on the Sangha for its transmission. Pháp y tăng truyền
là cái pháp này, pháp của ta đó, sẽ nương tựa và ý lại vào cái tăng bảo để mà được truyền cho đời sau. Okay, so you guys, Sangha people, this is our responsibility to transmit the Dharma to the future generation. Đây là một cái trọng trách của những người xuất gia. Họ có phải phụ trách vào giúp đỡ về cái sự truyền bá của Phật pháp cho đời sau. Okay, any questions? Question about the Dharma jewel. So I said, I explained earlier that the Dharma jewel is like a map, a road map that brings us to the treasure trove. Then, if it is the nature of the Dharma jewel is like that, and why is that? Sometimes it's prosperous, sometimes it's declining. Sometimes people cultivate, they succeed. Some people cultivate and they fail. How come? How do you answer that? Why should go? Tại sao như vậy? Translation, he says that the Dharma jewel doesn't change through time, nor doesn't change from place to place. It's the same Dharma jewel, wherever it's transmitted. Cái pháp bảo này nó bất cứ mà truyền ở đâu nó cũng một loại thôi. Cái tên nó khác, để cái giáo lý cũng chừng nó thôi. The name might change, but the philosophy, the principle is still the same. They don't change. Just the wording change. Could be in Korean sometimes, could be in Vietnamese, sometimes Chinese, sometimes Sanskrit, but it's still the same principle. Nhiều khi truyền bằng tiếng Việt, nhiều khi truyền bằng tiếng Hoa, nhiều khi truyền bằng tiếng Phạn. Thì cái giáo lý nó cũng là một thôi, không khác gì hết. Okay. And it's so the Dharma doesn't change. What changes are the recipients of the Dharma. Cái người cái mà thay đổi là cái người mà được truyền đó, họ khác nhau. And therefore, the decline and the prosperity of the Dharma actually reflects the nature of the recipients. Là cái pháp nó thịnh suy là nó chỉ là cái phản ánh lại cái phước báo của cái người mà được truyền cái pháp thôi. Ok?
cái pháp nó không không có thịnh, không có suy. So the Dharma, there's no decline, there's no prosperity. Only the people cultivation has decline and prosperity. Cái người tu hành đó, cái việc tu hành con người đó, nhân loại đó, chúng sanh đó, có sự thịnh, có suy. Nếu cái pháp không có thịnh, không có suy. Does it make sense to you? Only you, your practice, will be successful or will have failures. But the Dharma is the same. The Dharma doesn't fail. Nor does the Dharma succeed. The Dharma simply is a jewel. Nó chỉ là cái địa đồ, nó không có thịnh mà cũng không có suy. Nó chỉ là cái sự thật, nó chỉ là cái chân lý đó. The Dharma is only the principles, the truth, the universal truth. It doesn't change. The universal truth has no failure. The universal truth has no success. It simply is the truth. Okay? Trả lời được không? Okay. So that's why there's declines and Dharma ending era and Karma Dharma and all those things, because all are merely names to reflect the nature of the cultivators. Cái thời đại đó chỉ là phản ánh lại cái phước báo của người tu hành thôi. Người mạt pháp thì phước báo nó ít, người chánh pháp phước báo là nhiều. So for example, Dharma ending age and Dharma era people are the one. It's a designation for the people whose blessings are very, very sparse. Whereas the proper Dharma age actually is only a name for the people who cultivate the Dharma, whose are extremely blessed. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay. So, you look at the fundamental process, the fundamental nature of the spiritual. Khi mình nhìn tới cái căn bản của cái tam bảo, you see that the Buddha decree is very clear. Vì thấy rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái pháp do người tăng truyền. The Dharma is transmitted by the monks. I know you women are going to like it, but tough luck. That's what the Buddha said. I want to do what I'm told. I don't have enough wisdom to know why not. And thầy nói cái đó, thầy rất tiếc. Thầy không thể nào làm vừa lòng tất cả những phụ nữ của thế giới này được. Tại Đức Phật nói như vậy, thầy nói như vậy. Đức Phật nói là tăng sẽ truyền cái pháp. Không phải nữ giới mà tăng sẽ truyền. Đó là lời Phật dạy. Không phải lời thầy dạy, thầy chỉ lặp lại cái lời đó thôi. Cái gì mà không bằng lòng thầy cũng chịu thôi. Okay? I'm sorry, there's nothing I can do about it. You can go and file a complaint with the Buddha. I will gladly pass along to you for your sake. But that's all I can do. Okay? Yes, sir. I realize Yes, sir. Sometimes we use the Yin Shun Dao Shi. Master Yin Shun. Yin Shun. Yeah, Yin Shun. How is it in the book? Yin Shun. Ta Shi Chu Zai Nar. Nai Yue Si Miao. Shimi San. In his book, he said some part of Himalaya. I wouldn't. Some part of the Himalaya? Yeah, that's what in his book. It's hard for me to agree with that, but I'm not sure. Okay. I'm not the only one who's pointed out that.
Okay, I don't know him. You need to show me his teaching. I need to read his teaching before I can make a statement. I can decide. I can't, you know, the way I judge people is by looking at what they teach. It is, but he may not be wrong. Xu Mingxian, part of Xu Mingxian, could be Himalayas. It could be. I don't know, but it could be. It's conceivable that it's part of Himalaya. It may not be. Okay, but it could be. There's no reason why it couldn't be. For you people who do not have the knowledge nor the spiritual penetration to look at it and you say it's definitely not Himalaya, you're wrong. You see where I stand? You know, because I don't know. These people, they speak from their own personal experience. So you have to be careful. You cannot see it, you have to say, I don't see it. But you cannot say, I don't believe. There's a big difference. I can't see it. I don't understand. That's all we know. But to say, to refute it and say, no, it's not true, then you're being arrogant. Trong sách của ông đại sư nào đó là gọi là học trò của ngài Hiền Trang đó, nói là cái tôi đi sang là cái trong cái dạy Himalap Sơn, ông nói là ông nghe ông thầy nè, ông sư nổi tiếng lắm mà ông kính phục dễ sợ, ông đọc tới phần đó ông không đồng ý, ông gạt ra. Thầy nói là thầy ông nói không hoàn toàn không đồng ý, thầy mới nói là ông nói như vậy là chưa đúng. Tại sao? Tại vì trên lý thuyết thì cái núi Tu Di nó có thể là trong cái Hima Lạp Sơn, không có lý do nào không có, nó không phải Hima Lạp Sơn cả, nó có thể có là Hima Lạp Sơn. Khi mà những cái người mà ta tu hành, ta có mở cái thiên nhãn đó, ta thấy thì ta thấy được những cái chuyện đó. Ông chưa thấy được thì ông không chỉ nói, có quyền nói là tôi không biết, tôi không thấy được. Thì nói mà ông tôi không tin là như vậy, ông ngạo mạn. Ông đâu có thấy đâu, ông đâu có biết làm sao ông nói ông không tin. Ông chỉ có quyền nói cái sự thật là ông không thấy, ông không biết thôi. Okay. Cái đó là sự lỗi lầm rất thông thường mọi người. Họ không đồng ý đâu, họ bác ông thầy này, ông bác ông thầy kia. Thiệt ra đó là cái vọng tưởng thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm thật sự. Mấy cái người tu hành thật sự, ta thấy, ta nói, ta thấy tại vì người ta, người có đạo đức, ta nói vừa từ cái sự biết chân chính người ta, ta mới nói. Okay. All right. Any other questions? Yes, Jeannie. After Dharma ending age. That's a very good question. Let me, can we backtrack to Dharma ending age first before we go to after Dharma ending age? Would that help? I think it's more helpful. Okay. Nói thường mặt pháp, hỏi sau mặt pháp chuyện gì xảy ra? Thầy nói khoan nói thường sau thường mặt pháp đó, sau thường mặt pháp là thời tận pháp, chuyện gì xảy ra? Thì thầy nói khoan nói tận pháp, nói chuyện mặt pháp cái đó, nó dễ hiểu hơn. Okay. Because the Dharma ending era will bring about the end of the Dharma era. Okay. No, right now we are based on the Buddha. He says right now we are in the Dharma ending era. This is where we are right now. And bây giờ hiện bây giờ theo Đức Phật dạy đó, cái thời này là thời mạt pháp. What does the Dharma ending era mean? Mạt pháp nghĩa là sao? It means that people do not practice the proper Dharma anymore. Có nghĩa là những người ta không có tu chánh pháp nữa. That's what it means. Mạt pháp chỉ có nghĩa là không còn ai tu chánh pháp nữa.
Dharma ending era, meaning that no one practices the proper Dharma anymore. That is why people have no more real accomplishments anymore through practice. Vì không ai tu cái chánh pháp, thành ra khi họ tu hành đó, họ không có kết quả. Ý nghĩa gì vậy thôi, that's all it means. It's no condemnation, it's no judgment. Không phải là chê bai chỉ trích ai hết, chỉ nói sự thật là như vậy. Người ta tu, không còn tu cái chánh pháp, vì tu không phải tu chánh pháp thành kết quả, không phải là chánh quả. Because you're not practicing the proper Dharma, therefore you're not attaining the proper fruition. That's all it means. No judgment there. No condemnation. Are you bad and I'm better? Are you inferior? Or are you not as smart as I am? No such thing. It's just a factual statement. State of the world. Đó là cái tình trạng của cái thế giới bây giờ nó như vậy thôi. Không có ai tu chánh pháp nữa. No one practices the proper Dharma anymore. That's all it means. Yes, sir. They go into Taoism. They practice Taoism. Họ đi vào, họ tu đạo giáo. And they tell, Taoism is much better than Buddhism. Họ nói với nhau, quý vị biết không? Trời, đạo giáo tôi hay hơn Phật giáo quý vị nhiều. See? You fly. Nhưng tôi bay. We walk on water. Chúng tôi, they can, you know? These people can. Ask them, right? I wish I could talk. So mean. Yes, sir. Right. The Sarangama Sutra and Sarangama Mantra are the proper Dharma. Ngoài là ngài Thích Quảng ngài nói nếu mình như cô này cô tụng chú Lăng Nghiêm với lại bây giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm phải không? Là cái đó là ngài Thích Quảng nói cái đó là còn chánh pháp. Đúng. Tại vì Thủ Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm là chánh pháp. Còn người tụng với chú Lăng Nghiêm thì vẫn còn người đang tu chánh pháp. As long as one person recites the Sarangama mantra, then the proper Dharma is still being practiced. You know, for example, big temple down here, I cannot mention names. Big one. Thì ví dụ cho quý vị nghe, thời mà phát nó rõ ràng lắm. Cái chùa mà lớn ở đây nè, chùa đẹp lắm, chùa sang dễ sợ lắm. Công phu khuya họ bỏ chú Lăng Nghiêm. Cái chùa mà đẹp mà lớn lớn con biết không, cái chùa đẹp đẹp đó đó mà con tới đó, một công phu kia họ bỏ chú Lăng Nghiêm, họ không còn tụng chú Lăng Nghiêm. Là cái người xuất gia là phải tụng chú Lăng Nghiêm. All level people must recite the Sarangama mantra, period, no excuse. So now the temples, they don't even recite the Sarangama mantra anymore. That means it's the Dharma ending era in the temple. Cái chùa đó, cái chùa của mạt pháp. They don't. That's the Dharma ending, the Dharma ending era temple. Because they are confused. They don't. So what happens is that we, Sanghas, are supposed to teach our students to recite the Sarangama mantra. Each generation after each generation. Cái tăng đoàn phải truyền. Cho đời sau đó phải tụng chú Lăng Nghiêm, phải tụng chú Lăng Nghiêm, con phải tụng chú Lăng Nghiêm. Okay. The moment we stop doing that, then we're participating in a Dharma ending era.
là cái người tăng đoàn, rồi tăng đoàn mà không truyền cái đó cho đời sau là người đang tham dự vào cái thời mạt pháp. No condemnation, cái này là không có cái gì chỉ trích hay là chê bai hay là khinh khi người khác. Cái này là theo lời Phật dạy. This is according to the Buddhist teachings. Nothing personal. Not about me. Not about anyone else. It's just this is the way it is. Cái pháp nó như vậy. Đúng không? All right. Anything else? Mà thắc mắc gì khác không? Okay, so what happened is that in the Dharma ending era, people stopped practicing the proper Dharma. Thành trong cái thời mật pháp á, người chúng sanh bắt đầu ngừng tu những cái chánh pháp. And therefore, the proper Dharma, you don't practice it, it will disappear. Nếu quý vị không tu cái chánh pháp thì cái chánh pháp nó từ từ nó sẽ biến mất. Nó giảng gì như vậy? The proper Dharma appears in the world because of people revere, respect, and appreciate it. Cái chánh pháp nó hiện xuất hiện trong cái thế gian này tại có người có căn cơ, người ta biết tôn quý, người ta biết tôn sùng cái chánh pháp, thành không đột nhiên hiện ra ngay. Cái người mà không biết tôn quý, tôn sùng cái chánh pháp không bao giờ hiện cho họ thấy đâu. Okay. Unless you are respectful and appreciative of the proper Dharma, you will not be able to encounter the proper Dharma, period. Similarly, unless you are blessed and extremely respectful in the Buddha, you will never be able to encounter the Buddha. Giống như vậy, quý vị mà không biết tôn trọng Phật bảo đó, thì không bao giờ học được Phật bảo. Không bao giờ. Okay. So, in the Dharma ending era, trong cái thời mạt pháp này, people, living beings, stop practicing the proper Dharma. Cái thời buổi mạt pháp, người chúng sanh không còn tu chánh pháp nữa. What is it? What does it mean? They don't maintain the Sarangama mantra. Chánh pháp là gì? Nói một vài cái cho quý vị thấy. Just to give you a few examples, to you. The proper Dharma is a vast, vast entity. Okay? Cái chánh pháp nó rộng dễ sợ. Nếu một vài cái cho quý vị thấy, thấy cái triệu chứng ngay lập tức, you see the symptoms right away. Okay? Sarangama mantra is a key mantra in Buddhism. Cái chú Lăng Nghiêm là một cái đại chú, đại thần chú trong Phật giáo. Excuse me. And therefore, it is will be the first one to disappear. Tại vì nó là cái đại pháp, thành ra cái pháp đó sẽ một trong những pháp đầu tiên sẽ biến mất. It's the Mahayana Dharma. And that's why all the demons do everything they can to destroy it, to make sure that people don't believe in it or don't practice it. Vì nó là đại pháp, thành tất cả ma quỷ nó dùng hết tất cả sức lực của nó, nó tấn công, nó sẽ làm mất cái pháp chú Lăng Nghiêm, cái pháp Lăng Nghiêm, để không còn ai tu nữa. And once the Sarangama mantra disappears in this world, there are certain ghosts and demons that can no longer be controlled. Một khi mà chú Lăng Nghiêm bị mất rồi đó, thì có những cái loại ma mà không thể nào ai trị được nữa. Chỉ có chú Lăng Nghiêm mới trị được thôi. Bắt đầu nó hiện ra. Now the Sarangama mantra that can control these demons is no longer in the world. No one can recite it anymore. Then these demons appear. Okay? And they will wreak havoc in the world. Nó hiện ra để làm gì? Nó phá cái thế giới này. Từ ma nó hiện ra để làm một chuyện thôi, để nó tàn phá, nó phá hết, nó giết hết tất cả. They destroy everything in the path. Like that. Tsunami destroys everything in the path. Những sóng thần vậy đó.
quét hết sạch hết tất cả. That's the demonic force. Sức ma lực nó mạnh đến độ như vậy. Only the stronger mantra can stop it. Chỉ có chú Lăng Nghiêm nó chặn tụi nó nổi thôi. Chú đã bị chặn không nổi. Great compassion mantra cannot stop. Okay? Chặn nổi. Yes. Có thanh tịnh trì mới được. Đó đúng. You have to be sincere in order to successfully maintain the Sharanga mantra. Cũng vì vậy, những vị tăng ni mà họ trì chú Lăng Nghiêm mà họ không giữ giới đàng hoàng đó, thì trì nó không có hiệu quả. Thì họ bắt đầu họ không tin nữa. Họ cần bỏ. Cái bỏ từ tăng ni nó xảy ra chứ không phải người tại gia không đâu. Tăng ni không chịu học nữa, không chịu thuộc lòng nữa, không chịu tùng nữa. Bắt đầu từ chỗ đó. Chứ còn mấy người như tại gia họ chưa làm được. Họ cái phá nó từ trong cái tăng đoàn đó. So, Guyin made a very interesting point. She says, from her perspective, in order for you to successfully maintain the Sharanga mantra, you need to be very pure with your precepts. I said, you are absolutely right. And this is what actually happens. With the disappearance of Sharanga mantra, it is the monks and nuns in the temples who practice the Sharanga mantra who are not pure. So they told that by the teacher that this is a powerful mantra. You can beat any demon. And they, since they're not pure, and they recited when they encounter a demon, it has no effect. They said, boy, this doesn't work. I'd rather follow a demon. The demon is stronger than this mantra. Anh đi họ không trì giới, họ không có thanh tịnh. Tại khi họ dùng cái chú đó mà để mà họ đấu với ma đó, nó không có hiệu quả. Nên họ nói, cái chú này thua ma được, bỏ. So they have proof for themselves. The person experience tells them that it doesn't work. That it's not as powerful than a demon, therefore, they drop it. That's how it started. Bắt đầu đó, từ chỗ đó, đó là người tăng ni đó họ bỏ cuộc tại họ không thấy hiệu quả. Chính họ là người nào, cái người gây cái tai họa. Họ không tin được. It's a sentence who no longer believe in them that start the precipice. Okay? Any questions? Yes, sir. Yeah, we do it once a day. We do it once a day, and you memorize it. How many times? Once is enough. Yeah, the more the better. Okay. Some people recite 7 times. Some people recite once. Some people recite 3 times. Some people, and there's a woman I know in San Francisco who maintains 108 times. Yeah, Chinese woman, San Francisco. Well, she has spiritual penetration. No need for Taoist. She has spiritual penetration. She open her eyes. Trì chú, mỗi người trì khác nhau. Người trì 1 biến, người trì 3 biến, người trì 7 biến. Okay? Thầy bị quen có cái bà kia. Để học trò thầy nó kể lại. Gặp bà ở đằng phi trường San Francisco. Nói tôi ở đây. Nó làm gì? Mọi người tàu. Nó nói tôi hả? Mọi người tôi trì cái chú Lăng Nghiêm này 108 biến. Bà có thần thông. Thầy nói ông đạo giáo này, ông mà chỉ trì chú Lăng Nghiêm 108 biến, ông thần thông còn nhiều hơn là đạo giáo nữa. All you have to do is maintain 108 times. You have so much more powerful spiritual penetration than all the Taoist dharma combined. It's how powerful it is. Extremely powerful.
No comparison. No comparison. You want spiritual penetration? Go for it. Good luck. But you have to be pure. Nghe nó đừng có tưởng ham. Là ham đi tu. Cái tham đó là không thanh tịnh. You be greedy, you not pure. Just practice 108 times, you see, it naturally happens. Okay? So, this eats the Sanghams who no longer believe in it. That's why it's declining. So that's one Dharma right there. A key Dharma from proper Dharma is Rangama Mantra. Now, quite a few big temples don't practice it anymore. Hay có nhiều cái chùa lớn không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Tại sao vậy? Khó thuộc lòng. Chú đã bi được đủ rồi. So they said, since Rangama Mantra and Great Compassion Mantra are similar anyway, and no one can memorize the Rangama Mantra anymore, so why bother? Nó là chú Lăng Nghiêm nó dài, không ai thuộc nổi. Chú đã bi đủ rồi, giống nhau. Okay? It's not the same. You're supposed to memorize it. You don't memorize, you're supposed to become a bhikshu. Now you know. All bhikshus are supposed to memorize it. But you know nowadays, they even don't make the bhikshus memorize them anymore. Cái thời trước đó, là không biết sư cô sao nhé. Không biết thời sư cô còn bắt buộc như vậy. Cái thời thầy họ không bắt buộc nữa. Không bắt tụng thuộc lòng nữa. Mới được thọ giới mà không thuộc lòng đăng nghiêm không được thọ giới, không biết không con thuộc chưa? Thôi thôi đừng có nghĩ chuyện xuất gia nè con ơi. It is a requirement for left-form people to memorize the Rangama Mantra for them to become fully ordained, whether monk or not. It's a requirement. Why? Because we are protecting the world. Tại sao? Tại vì những người xuất gia phải bảo vệ cái thế giới này. As long as one person can decide from memory, the demon will not dare cause problems. Cần một người thôi đó, mà còn tụng được, còn thuộc lầu mà tụng được, ma nó không dám, tắc quá. Thành nó quan trọng rồi. That's how important it is. You see, Jenny, we Buddhists do a lot of things for the world, and we don't receive credit for it. Okay? But that's not why we do it. We do it because it's the right thing to do. Mình làm tại chuyện đúng mình làm. Mình đâu cần biết, ta biết ơn đâu. Đúng không? So one example is Rangama Mantra. Một ví dụ là cái thủ lăng, cái chú lăng nghiêm. That's critical Dharma. Okay? Next level. Cái trình độ khác, people don't meditate anymore. Phần thứ nhì, không ai thiền. Meditation is a key Buddhist Dharma door. Cái thiền tông là một trong những cái pháp môn rất quan trọng của Phật giáo. Rất quan trọng. All the patriarchs transmit the teachings through chan. Tất cả những tổ sư trong dòng chánh pháp đều là thiền sư. Họ dạy nhau hết. Thiền là mới truyền cho nhau. Okay? That's how important chan is. Chan, because chan is the major, the most important transmission vehicle in Mahayana between patriarchs. Thời mà pháp không ai luyện thiền nữa. No one practices chan anymore. No one practices son anymore. Son, right? No, Korean. That's what China says, she claims. Okay? Không ai thiền. So what happened in Dharma ending age? People don't recite Rangama Mantra. They don't meditate. Okay?
they don't study sutras. Không học. Next layer. Don't study the principles anymore. Không có học giáo lý nữa. Okay? They don't investigate the principles anymore. You don't study the principles, the sutras will disappear. Khi vị không học kinh điển nó sẽ tự động nó biến mất. Không ai cần làm gì hết, tự động cái chữ nó biến mất. What happened is naturally, if no one uses and studies sutras anymore, the words on the white pages of sutras, they naturally disappear. Just like shariras. You don't worship shariras anymore, this is why this guy bows shariras every day. See? Disappear. Thành mấy cái chùa mà ta thỉnh xá lợi về, người ta không có cúng dường xá lợi, không lạy phải đảnh lễ xá lợi, không có cúng hương xá lợi, cúng hoa xá lợi, xá lợi biến mất. Thành cái ông này ông sợ lắm, ngày nào ông cũng đi lạy hết. Phải mà mất một cái là thầy chỉ đầu á, if I lose any I will hit him. See that? This is the thing. If you worship, you appreciate it, will they stick around to benefit you? You don't worship, they have other things to do. Make sense? So the dominant ending age is people start not studying and practice the proper dharma anymore. Thành ra thời mạt pháp, người chúng sanh không chịu tu nữa. Không chỉ tu chánh pháp nữa. Bây giờ nó bắt đầu biến mất. So the sutras begin to disappear by themselves. Okay. The mantra disappear by themselves. Okay. So eventually, only one sutra remains. Cuối cùng chỉ còn một cái kinh thôi. It's called the Amitabha Sutra. Kinh Ajita. It's the last sutra to remain in the world. Thì kinh là kinh cuối cùng nó còn tồn tại thế gian này. Okay? And remain in the world and then it disappeared. The last one disappeared. So again, the first one is the Shrangamam Sutra will be the first one to disappear. Thì kinh Lăng Nghiêm là kinh đầu tiên sẽ biến mất. Tìm ra nữa. It will disappear in the world, from the world. You cannot find it anymore. Not available on the internet. Keep in the internet, you can't find it. It's not in your hard drive. No one's hard drive. Can't find it anymore. Okay? And then the last sutra to disappear is the Amitabha Sutra. Cuối cùng, kinh Ajita, kinh cuối cùng nó biến mất. No longer our Dropbox folder. Can't find it. The one I spent 2 years explaining, poof, gone. Okay? So all the sutras then are gone. Tất cả những kinh điển. Biến mất. Yes, sir. But how long does it take for this? 10,000 years. 10,000 years. Not much longer. Okay? And then, what remains is Namo Amitofo. That's all that remains. Because when people like you, who are suffering so much, lúc thời đó, khổ dễ sợ, cực khổ, đau khổ, khốn khổ, khổ cầu cứu Phật. So what happened is that in the sky, it says Nam Mô A Di Đà Phật, and people would appear in the sky, and people would look at that, and some of them can read, like some of us who still can read, some of the monks like us still can read, and say Nam Mô A Di Đà Phật, and we cross over. Những cái người còn lại đó thời đó, họ có phước. Người còn có phước đó, những người cuối cùng đó, họ nhìn cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên không trung, họ đọc theo một cái,
được giải thoát. It's there only to save the last bunches of the blessed people. You see? Những người đó mới được giải thoát thôi. Okay? For 100 years, that's what happens. The blessed one will suddenly see Namo Amitabha. And then, Namo Amitabha. Oh. And they're liberated. After 100 years, only Amitabha. 100 năm sau, còn chữ A-di-đà Phật, cũng còn Nam-mô nữa. And the people looked in the sky and they said, A-di-đà-phổ, and they liberated. After another 100 years, nothing. And that's truly the end of the Dharma era. Thì lúc 100 năm cuối cùng đó, hết, nó biến mất, không còn gì nữa luôn. Lúc đó mới thật sự là cái thời tận pháp. No more dharma. Meaning that if you're suffering, you must suffer. There's no escape for you anymore. Tận pháp nghĩa là sao? Khi cái vị thống khổ, cái vị cực khổ, cái vị không thể đặt giải thoát được, không có vô phương mà thoát. Phải chịu thôi. Mới gọi là tận pháp. Không còn cái pháp gì để mà cứu vãn cái gì được nữa. There's no more dharma that can save you. Yes, sir. The Buddhism has the longest staying power. Yeah. Okay, done. Any other questions? Phải thắc mắc gì khác không? And in the Dharma ending age, the Dharma the end of the Dharma age. Okay, during that era. People suffer greatly, and they kill each other. You think you're suffering right now. You don't know what suffering is like yet until you get to that age. I want to spare you all the gory details. I không muốn kể mấy chuyện nó hơi sốc tai một tí. Nhất em mấy người phụ nữ đàn bà thích nghe mấy cái chuyện này. Phải không Quang Ngân? Thích nghe không? Đâu thích nghe đâu, vâng đâu thích nghe. You don't want to hear these stories. It's too gory. It's ugly. It's so horrible way of living. Cuộc sống nó dễ sợ lắm. Nó kinh khủng, nó kinh hoàng. Nguy hiểm nó trùng trùng. It's danger everywhere. You could lose your life just like that. Chúng ta sẽ chết. And you fall to the hell. Nó đỏ. Chết để mà đỏ. Okay. Like people are so angry hồi đó chúng sanh cái lửa sân hận nó lớn độ. They look at you. They take a look at you. Okay. All of a sudden they get angry. Mới nhìn mình bỗng nhiên nổi giận. And then you know what happens, Sunday? This is called true spiritual penetration. As soon as they look at you, they get angry at you, and a knife appears in the hand. And they go. It's a knife. Somewhere, somehow appear from nowhere, and then you use to kill that person. Nó loạn, nó đồ mà. Người ta mới nhìn nhau thôi là nổi cái sân hận lên. Hận thù nó nổi lên. Thì bỗng nhiên trong cái tâm hận thù như cái tay mà nó hiện ra con dao. Nó cầm dao, nó giết người kia. Không cần suy nghĩ. Because by then, all the beef and the lobsters that you've been eating, they all come back and claim your life. They're not gonna wait anymore. So
the killing karma is too heavy. Hồi đó cái nghiệp sát sinh nó nặng quá, thành ai cũng bị giết, bị tàn sát lẫn nhau. Cái nghiệp sát sinh đó. So or the killing karma, mutual killing karma is so heavy that, you know, I kill you, you kill me. And it continues on and on and on and on and on. And so the people had to run away to the mountains. Nhưng có một cái số rất nhỏ, họ chán trường. Họ không có lập cái hội liên trì đâu. Họ không có hội liên trì. Back then is, and by that then, there will be no Buddha Recitation Association in San Jose. No more. Okay? So a small group of people, đó, một cái nhóm người nhỏ nhỏ thôi, they said, enough. San Jose is too dangerous. Los Angeles is too dangerous. Lu Mountain Temple is too dangerous. Họ nói với nhau, San Jose nguy hiểm quá. Los Angeles nguy hiểm quá. Lưu Sơn Tử quá nguy hiểm này. You go to Lu Mountain, you get killed. Tới Lưu Sơn Tử là... Yeah? Only the sign says Lu Mountain, but it's no more monks. Đó không còn tăng, không còn đi. Chỉ còn mấy con chó thôi. Xong đi. Dogs barking at you. And you come, the neighbors come in, kill you. So a group of people who realize and said, wow, this is too dangerous. This is no place for me. They go to the mountain. Họ bỏ thành thị, họ leo lên núi. Nhớ con ơi, lần sau con gặp cái cảnh nhớ con nhớ leo lên núi nè, là thoát đấy. So I told Gojin, I said, Gojin, please remember my advice. When it's too dangerous in Rose Meat, Lu Mountain Temple in Rose Meat, make sure you go to the mountain, okay, and escape. Gojin said, no, I'm not waiting for that. I'm going to Western Bliss Pure Land right now. So, hy vọng biển bông, I said, you, it's wishful thinking. It's not that easy, my dear. Không có dễ như con tưởng đâu. Đừng nghe mấy ông thầy nói dễ lắm, còn người cứ tin nữa, ổng nói don't believe all the monks tell her it's that easy. Okay? So these people escaped the mountain. A handful of people. That's it. Số rất là nhỏ. Bỏ lên núi. Trốn. And because of that, they survived. Thoát được. And guess what? They escaped the knife calamity. Họ mới thoát cái đau tai thôi. Nhớ không vậy nhân? Mới thoát cái đau tai rồi mới là mới thoát được cái dao thôi. Thì chưa hết. There's more coming. So these people live in the mountain happily ever after? No, they don't. Lên núi. Có cái nạn của cái núi. What is the danger in the mountain? Then, at the end of the Kalpa, the great Kalpa, during the destruction of this world, there will be three great calamities. Calamities of fire, flood, and wind. Very good. Ba cái tai đại tai là cái thủy tai, hỏa tai, thủy tai và phong tai. The calamity of fire, the calamity of flood, and the calamity of wind. Here's how they work. I will tell you right now, Jinny. For your preparation, because Gojin will be around to advise you. Thầy nói, thầy giảng cái ba cái phong tai này cho cái cô đà hàng cô biết. Là đối chắc còn ngân không còn ở đây mà hướng dẫn cô đâu. I certainly won't be here. I'm out of here.
chắc chắn thầy không còn ở đó, thầy cam đoan cái gì thầy không tới đây đâu. I would, you know, there are much more pleasant places for me, like Hawaii. Okay, so the fire, all of a sudden, ten suns appear in the sky. Bỗng nhiên có 10 cái mặt trời nó hiện ra trong mặt trời nó hiện ra trong không gian. Nóng, it's so hot. The heat is so intense. It starts burning up things. Remember, in this country, in this San Diego, not too far from where we are, in the summertime, we have fire dangers with one sun. Một cái xứ này San Diego thôi, cách đây có 2 tiếng đồng hồ thôi. Mùa hè là hè nào cũng có cháy, lửa cháy. Tức là mới một mặt trời thôi. Rồi có 10 cái mặt trời thôi. Now imagine that 10 such suns appear at the same time. Yeah. So it's so hot that all of a sudden the fire starts and burns and burns. Lửa nó đốt thiếu đốt, burn all the mountains, đốt hết tất cả cái núi, burn all the heavens, nên đốt cháy luôn tới cái tứ thiên vương, cháy luôn cái đao lời thiên, Chúa Giêsu chứ đâu là chết tiêu hết, vô phương mà chạy được, chạy không thoát. Remember, at up until then, the heavenly beings are still safe. But when the fire disaster starts, it burns all these heavens up till first the inner heaven. Lúc cháy tới sơ thiền thiên. If, okay, burns up to that level, everything is destroyed. And then the fire disappears. 30 years later, the flood disaster comes. 30 năm sau, có thủy tai. The sea level rises. It rises and rises and rises and rises and rises, rises. Cái nước nó tăng lên. Up to second Diana heaven. Cho tới cái nhị thiền, thành sơ thiền chết bụng của tội. So first the inner heaven dies. First the inner heaven is suspended in the sky. Cái sơ thiền á, họ ở trong cái không trung. Okay. Vì cái thủy nó lên cao như vậy, họ chết ngộp hết, họ chết đuối hết. It rises back beyond the second, first Diana, that's why they all drowned. All our ancestors, all the Vietnamese first Diana ancestors, they all died, all perished. Tất cả những tổ tiên dòng dõi A Nam của mình là mà họ nhớ họ định cư từ cõi sơ thiền xuống đây đó. Đấy, tổ tiên của mình đó. Xong mình mới truyền qua là Đại Hàng. You remember the story I told you about how the first Diana heavens, they flew down to the earth and they ate the crust. I told you that. And they settled in Vietnam. Our ancestors would die. Okay? Because of a flood. And then cái thủy tai giết tổ tiên. Okay? And then the water recedes. Nước nó xuống lại. Whatever survived. Okay? For whatever reason. Có nhiều người có cái phước á, người ta thoát được mấy cái nạn đó, bỗng nhiên người ta biến mất, người ta không chết. Có những người có duyên khác nhau. And the third disaster called the wind. Rồi gió nó thổi lên. 30 years later, the great wind blew. Just like Sending, then have some real spiritual penetration. Okay? He'll be an immortal sitting there and say, I show the world who is the boss. So it's just like in the movies. And the great wind started. And blew
great. The great tornado. Giống như cái thời bì mà nó có, mới bước đi quỳ, bước đầu thấy trước là mấy cái bão, bão lốc, bão gió đó. Bắt đầu thấy rồi. Đó. So Ding gets angry. So blew the wind up to the third dhyana heaven. Thôi, thở hơi tuốt lên tam thiền thiên. Giết hết tất cả, destroy everything, all the palaces. Okay? And then it dies out. And then it won't be long after that, the world is destroyed. Well, it sounds like a solar system change. Yeah, it basically explodes and it's gone. Lúc đó cái thế giới của quả ta bà này nó sẽ biến mất. And go into a state called emptiness. No more sour world. Lúc đó cái thế giới của quả ta bà nó biến mất, không còn nữa. Yes sir. All these calamities cannot affect Ni Lơ Phổ. They are now affected by the three disasters. Ngài Di Lặc Bồ Tát không bị ảnh hưởng bởi những cái này. That's gonna happen. Ni Lơ Phổ will appear in this world way before the end of the world. Don't worry, you got to see. Ngài trả lời, ông đừng có lo. Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ hiện ra, sẽ xuất thế trước khi mấy chuyện này xa. It's a long, long time. Okay. So we're supposed to suffer for a long, long time, Jay, until everything is destroyed. Destruction comes slowly. Nên thầy nói là cái tầng diệt của thế giới nó tới chậm lắm, chứ từ rất là lâu, còn lâu lắm, thế giới mới tầng diệt. It takes a long, long time before it happens. Before it happens, there will be, you know, a lot of Buddhas appear in the world. Có nhiều Đức Phật hiện ra, xuất thế, cứu độ chúng sanh, bring different dharmas to the world, cross over the beginning, then go. And then go to each Buddha brings in the Maitreya Buddha. He brings the proper dharma with him. He would teach one day and one night. He says, okay, I'm done. Okay? And in this teaching, the Chakramuni Buddha taught 49 years. Maitreya taught in one day, one night, and he's done. They cross over countless ahas and bodhisattvas. Thanks to him, and he's done. And then he goes through the cycle of dharma, proper dharma age, and then the dharma semblance age, the dharma ending age, and the end of dharma age. So the cycle repeats. And nó tiếp tục như vậy. Ngài Di Lặc Bồ Tát rồi cũng qua giai đoạn như là chánh pháp, tường pháp, mạc pháp, rồi tận pháp, rồi vị Phật pháp sẽ hiện ra. And then the next Buddha comes along. Okay? All right, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Trong thời Đức Phật còn tại thế thì người nam tu hành nhiều, thì con hiểu là vì lý do mà giai cấp và vì lý do mà trọng nam khinh nữ. Còn thời này tại sao người nữ đi chùa nhiều, người nam ở đạo tràng nào cũng rất là ít? Thầy cũng rầu cái chuyện này lắm. This says, when the Buddha was alive, there were a lot of male cultivators, and who would go to the temple and practice. In this Dharma ending age, there's more females who go to the temple and cultivate than males. Why is that? I said, it bothers me too. I couldn't figure it out either. Let me see. Tối nay mình qua thầy mình cộng thử. 1, 2, 3, 3 người đàn ông. 1, 2, 3, 4, 5. Thế là người ông thua đàn bà. Mình xí.
we outnumbered by women as usual. Why is that? I wonder. I scratch my head and I know why? They said, I'm not going to do it. Why? Why do you think? He doesn't count, by the way. Cái ông này không có đứng. Can we count you as a cultivator? You got half and half. You half baked. The upper half wants it, the lower half doesn't. I'm kidding. Ah, you have no sense of humor. Yes. Why is that? Basically, because men are more stupid than women, that's why. Vậy ra đời cốc lộc, tại đàn ông dốt hơn đàn bà. The men are so smart, they said, I don't have time to go to the temple. What are you doing wasting your time at the temple? Chồng nói, bà vợ hỏi, bà có gì mà tới chùa hoài vậy? Phí thì giờ cuộc đời mình. How does going to the temple make more money for us? Tại sao tới chùa có làm ra được thêm tiền không? Sounds familiar, nghe quen thuộc không? Women tell me that all the time. They must, I like to come to the temple so much. My husband keeps on telling me, are you making more money? Why don't you go and get a job instead of wasting your time? Mấy bà tới kể tới hoài, nó ông chồng cứ cày nhầy càng nhằn câu hỏi. Hỏi em tới chùa có làm được thêm tiền không? Lợi gì đó? Quả ngân là phải hy sinh mà không làm việc để tới chùa, vừa không làm ra tiền mà còn tốn tiền mua đồ ăn nữa. Sẽ gồ dím. She cannot work during the weekend. And she, instead of making money, she spends money to buy groceries and comes here and cook for us. And her husband says, you must be stupid. Cái bà chắc là khùng tới nơi rồi. Huh? The family says, cả gia đình nói đúng không? And the whole family is against her. I said, Cô Yin, you what's the matter with you? So Cô Yin says, it used to be the case, not anymore. Yes? The men say that don't realize that people make a lot of money, don't really work hard, don't really work easy. The people really make a lot of money, they're not easy, they're not hard working hard. How do you know? You're not making a lot of money, you're speaking out of conjectures. Wait until you make a lot of money, you know what I mean. The rich people work very hard, trust me. They work very hard, extremely hard. You're wrong. All the rich people I know, I work for, they're extremely hard workers. They don't waste time like you. Never. Time is money for them. You know, here's, I never put it this way for you. You get to see. When I was working, I got to see a top-notch lawyer in his field. This is a long, long time ago. Okay? The going rate was $400 per hour. So I spoke very fast. I said, okay? He said, no problem, sir. We'll take care of it. He calls his assistant and says, I'm going to save you some money, sir, today. This my assistant can do. I'm going to charge you only $275. I said, whoa. Finally, you see, we give me a break. So you see, the rich people, time is worth a lot of money for them. You're wrong. Now the same guy is going to charge me $1,500 to $2,000. Top-notch lawyer. You're going to find a more competent lawyer in his field. And they're worth the money. So can you see a lawyer spending time, a minute, to decide Wan Yin's name? No way! Cost him too much money. Không, nó nói tầm bậy, nó nói mấy người giàu không làm việc, bậy người giàu tao làm việc dễ sợ, làm việc còn cực hơn Quảng Ngân. Thì giờ tao báo, phí báo dễ sợ lắm. Thì giờ đó là ta làm ra tiền, chứ
không phải chuyện chơi chơi đâu. Tại sao đàn ông tới chùa? Đó, tại vì đàn ông làm nhiều tiền. Because the women don't make as much money as a man. The men too busy making money. Đàn ông lo làm tiền. Okay? But what but Chan Ding is right. The reason women come to the temple because they suffer too much. Bây giờ chính mà phụ nữ tới chùa tại cái vì khổ sợ. It's a form of rebellion, if you will, Ginny. They're rebelling against the suffering they're enduring. They said, this doesn't make sense. There must be another way than this. Họ thấy cái khổ, họ mới thích chịu tu. Here's the difference between men and women. There's double standards. In a family, if they're suffering, I'm sorry, but the women are supposed to suffer more than men. Thế sự thật như vậy, thưa quý vị, đối với con quan điểm thầy, thầy nói hơi sốc mấy ông tí. Bởi tối nó nói chuyện sốc tai không à. Mỗi lần cái chuyện mà có biến cố gia đình đó, thì người khổ là người phụ nữ khổ nhiều hơn người đàn ông. Như tối hôm qua cái bà đã tới, bà ôm đứa con đó. Là ông chồng làm bà có thai thôi, bà là người có ôm đứa con đó. See, last night a woman came to us and she had a problem with her pregnancy. And the child is in great danger. Okay? The husband is only one shot. He's the one who carries him for 6 months. No. Ông làm một lần thôi, còn bà là ôm 6 tháng. Thấy rõ ràng không? This is the difference between a women and men condition. Cái nghiệp báo của đàn ông đàn bà nó khác nhau chỗ đó đó. Đàn bà nghiệp báo nặng hơn. So the women are heavier, have heavier karmic retribution. Aren't you glad you're still single? Hỏi cô nếu mà cô thấy sung sướng như sợ. Mấy mình chưa lập gia đình. Okay? That's why the women that come to the temple because they want something better. Something that will help them end the suffering. Okay? Cái người phụ nữ tới chùa nhiều tại họ muốn liễu cái khổ. Người đàn ông á chưa thấy cái khổ tại họ tới chùa làm cái gì? The men don't go to the temple because they don't feel there's any suffering. His dad is a king at home. Ông cha ông là một vị kiến trúc sư, ở nhà ông là vua. Okay? He's no suffering. Why should you go to the temple? Tới chùa làm cái gì? Đàn ông có lòng tin, tạm họ đâu cần đâu. Vấn đề nhu cầu cô. Không phải lòng tin không, có cái nhu cầu. Một khi mà người ta mà có cái nhu cầu, người ta gặp cái pháp, người ta sẽ tin. Ta rất tin, phát lòng tin lớn, dễ sợ lắm. Vấn đề người ta không có cái phước, thằng ta không có thấy được cái nhu cầu của họ. Okay. Cái người đàn ông chừng nào thấy khổ rồi họ mới tin được. Họ không thấy khổ, không cách nào họ tin nữa. When the Bhikshuni says the men they lack faith. I said they lack faith because they haven't faced suffering yet. It's hard to develop faith unless you suffer. You experience real suffering. Even if you experience real suffering, you still don't have faith. Even your arm hurts a lot, you still don't have faith. That means you're not suffering enough. Okay? In contrast, the woman in New Mexico, right? Ngược lại, cái cô mà trên bên New Mexico đó con. Nhớ? She's suffering. The entire family is suffering. So even though they're non-Buddhist, they believe because they see the responses from Buddhism. Cái gia đình không có tin, vợ chồng không tin, chỉ đi làm tiền thôi. Thấy cái khổ, thấy cái sự cảm ứng của Phật giáo, tu hành Phật giáo mới bầu phát lòng tin. Okay? So they have a need, they really are suffering and they... Oh, Shana is here! Oh, now we can speak in Korean! Okay.
And so they have real suffering. They suffer so much, and they see that the Dharma can provide relief. Họ cực khổ, họ thực sự họ rất là thống khổ. Rồi họ nhờ cái pháp, họ thấy được cái pháp đó, nó đem lại cái niềm an ủi, đem lại cái hy vọng cho cuộc đời của họ. Họ mới phát lòng tin được. Con người nó tin chỉ vì cái họ có cái nhu cầu thật sự thôi, sư cô. Từ cho tới khi người đàn ông mà có nhu cầu thật sự, mình cần nói pháp, họ nghe làm cái gì. So my conclusion is that there's no sense to talk to people, especially men, about Buddhism or anything until they have real need for it. No sense. It's a waste of time. Pity you, man. Okay? If the Dharma, the nature of Dharma is that it will help people address the question, the problems. Cái chánh pháp á, là một cái diệu pháp, cái phương pháp rất là hiệu nghiệm để giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề của khó trong cuộc đời của họ, mới gọi là chánh pháp. This is the nature of proper Dharma. The proper Dharma is called proper because it will solve people's suffering. It will resolve people's suffering. Cái chánh pháp gọi là chánh. Cái chánh có nghĩa là cái khả năng nó có thể giải quyết được cái khổ của người khác, nó gọi là chánh. Chứ phải chánh là cái chữ mà chánh là tà, nó đâu có nghĩa gì. Chánh tà cho nghĩa gì đó. Yeah, it's a proper Dharma to resolve people's suffering. The deviant Dharma is a deviant way to resolve people's suffering. Therefore, the suffering doesn't end. The proper Dharma is a proper methodology to solve people's suffering so that it ends. Cái tà nó chánh nó khác nhau chừng đó thôi à. Cái tà đó nó giải quyết cái vị được. Cái vị có vấn đề, cái vị tới thanh hải nó giải quyết cái vị được tạm thời. Đều nó sẽ tạo vấn đề khác sau này. For example, you go, I spare you tonight. You go to Qinghai and you have a problem. Qinghai can probably help you solve some of the problems, solve some results. Okay? In solving those problems, they will in turn create more problems for you down the road. That's the nature of deviancy. It masks the problems. It doesn't solve problems. It creates more problems. Cái tà nó tạo vấn đề. Nó chỉ giấu thôi. Nó chỉ mà mắt mình thôi. Còn cái chánh nó giải quyết vấn đề. Whereas the proper Dharma is the proper way to solve problems. Is it clear? Yes, sir. Same thing with... Never mind. I spare you tonight. Mm-hmm. He told me something very funny. He said that Qinghai claimed herself reached the fifth floor, and other put up only second floor. I almost laughed out. He said it was true. She claimed other put up for the summer on the second floor, and she. No, she's very low. She's very low. She's an idiot. She's a total idiot. She's a total idiot. Yeah. If you're really a bodhisattva, you don't ever brag about yourself. You don't ever talk about yourself. Ever. Nói ông nói có người ông gặp người Việt Nam khoe là bà Thanh Hải khai. Như đệ tử Thanh Hải nói là bà Thanh Hải là để ngủ đẳng, là để ngủ Bồ Tát, để Bồ Tát cái thầy nghe cũng rõ nữa. Nhưng thầy nó không có đâu. Cái bà đó trình độ nó thấp, nó cái gì đâu. Nhưng đều từ ma quỷ mà. Nhưng đều nhất là không cần tin. Tại cái người Bồ Tát không bao giờ tự khoe hết, không bao giờ tự nói về mình hết. Bodhisattva don't talk about themselves. Quán Di doesn't talk about her. Sao? Nhưng Ngài Quán Thế Bồ Tát bao giờ nói về mình đâu. Cái gì nghĩ lại cho coi. Nên nói tao là Bồ Đại Bồ Tát, tao giỏi, sợ cái gì tao làm cũng được, cái gì tao cứu được, ai tao cứu được. She didn't go around telling you, hey Sandin, you better believe in me. Because I'm a great Bodhisattva, I can save you, I can save your mother, I can save your father, I can save anyone you tell me to. Believe me, have faith in me, make offerings to me. They don't do that. Okay?
So far, so good? Or you missed the first part where we did, we talk about the Korean destruction of the world? Korean is destroying the world? What? Your friend, your countryman, your compatriot, tonight for all the nights in the world, she says, Master, please teach me about the end of the world. Korean person? Yeah, right there. Oh, I don't know, she's probably depressed or something. Cái bà này chắc là tối nay là chán đời lắm, bởi như xin thầy giảng về cái tận thế là cái gì. Okay, so going back to the theme, they're not using it. Yes, sir. It wasn't clear from you said a couple of things that my tree have a turn after everything is destroyed and starts again? No, before that. Way before that. Okay. Anyone else? So, what's the point? The point here we started is that we talk about proper dharma and improper dharma. And I'm saying that the proper dharma is transmitted by monks. They nói, tối hôm nay thầy nói là cái chánh pháp mới được tăng truyền. The only credible source for the power of the proper dharma is through monks. You know, and you can tell, quý vị thấy ngay cái thời buổi này, you go to Taiwan, there no offense, they don't big show me here. Thầy không muốn xúc phạm sư cô ở đây, ni sư ở đây. Bên Đài Loan có mấy cái bà ni nổi tiếng như thế, the very famous nuns in Taiwan, very rich, giàu. And they said, I know the Dharma, so mà nói bài mà tôi là Bồ Tát, I am the Bodhisattva. And therefore, from now on, I will change the Vinaya. Từ này tới đây, tôi Bồ Tát tới thế gian này để mà đổi lại cái giới luật của Phật. Okay? We'll change the rules for bhikshus and bhikshunis, and we'll change the way it's transmitted. Tôi sẽ truyền đổi cái pháp, cái luật pháp, và tôi sẽ đổi cái cách truyền giới, giới luật hết. Okay? And you know who that who she is? She's a demon. I tell you flat out. Này thưa thưa mà, không có chuyện nó được. It's not possible. Không thể nào có chuyện như vậy. I don't care how rich she is. Doesn't matter. Okay? The sangha, only the monks can transmit the dharma. Thành ra cái khi có tăng mới được truyền thôi. Không ai được truyền. Give an example. Now, you can. For you, for your consideration, cho quý vị thấy nó rõ ràng, sự kiện nó rõ ràng. Okay? Don't be so naive. Đừng có nhẹ dạ như vậy. Okay? Những cái người tài gia mà giảng pháp thiền, mật tông, giáo lý này, là không phải chánh pháp. All the lay people who teach meditation, the philosophy like him, he's a UC Irvine philosophy, Buddhist philosophy. Is it Buddhist or just philosophy? Just philosophy. You see? All these philosophers, Buddhist philosopher, Buddhist philosophy people who teach them, and the lay people like that, okay, and the nuns, okay. That's not proper dharma. The nuns. So, it doesn't matter who it is, no one can teach proper dharma? The nuns can teach proper dharma. No, they cannot teach. They can. I'm not saying they cannot. They can teach the proper dharma under a monk, not by themselves. Why is that? That's the catch. Cái người ni đó có quyền giảng pháp dưới cái trướng của một cái vị sư. Because the monk certifies is proper. Only monk can certify is proper. Người tăng mới có quyền chứng nhận cái đó là chánh.
thì khi người đi cũng có quyền. Thật giải kỹ lắm ạ. This is very precise for the Buddha. So for example, lay people can also explain Dharma. Like a Berkeley monastery. Van Hoven explains the Dharma. Under? I'm sure. Người tại gia có quyền giảng pháp thế, đâu có cấm đâu. Nhưng đều như ông Dr. Van Hoven ở chùa Berkeley đó là giảng pháp dưới trướng của thần Phật. Không có quyền giảng một mình. Đó là chánh pháp. Then it's a proper Dharma. It's a seal. It's a seal certification. It's all it means. Nó chỉ là một cái chứng nhận thôi. Is it clear? Nan Huai, Nan Huai Qin is not the proper Dharma. He's an idiot. I clarify for you. I simplify it for you. Don't waste time. Okay? No. Thành ra, thấy rõ ràng. My message to you tonight is that if you want to affect liberation, quý vị muốn tu mà giải thoát á, tìm cái chánh pháp mà tu. I advise you, you want to practice to attain liberation, you have to look for the proper Dharma. That's the only way for you to attain liberation. Cách duy nhất là phải tu cái chánh pháp mới thoát được. And you better recognize when it's not the proper Dharma. Cái gì không thể nào nhận được cái chánh pháp. Để quý vị có thể nhận ra nó không phải là chánh pháp, nó dễ hơn. It's easier to recognize it's not the proper Dharma than to recognize proper Dharma. Because right now people are running around teaching the Dharma when they are lay people. You recognize, When I first came to the temple, I still remember those days. Lúc mà thầy mới tới cái chùa này, no one comes here. Không ai tới chùa này, phải không quay không? Lúc một năm, mấy năm thầy tới là vẫn tranh đúng không? Không ai tới hết á. And then every now and then they would invite, the Bhikshuni would invite a lay person to come here and explain about the Buddha recitation Dharma door. Sư cô mới mời một cái ông cư sĩ đó tới giảng về pháp tịnh độ. You know what? The Buddha hall sealed up. Là cái Phật điện nó đầy chật ních người hết. And one night I walked in there, I wasn't even invited. Thầy gọi là hồi đó là được gọi là chủ chùa rồi đó, trụ trì của chùa rồi đó. Mà bữa tối mình đi, mình tình cờ mình đi ngang thôi, mình vào mình lấy cái gì đó cũng nhớ nữa, đi vào. Mình là trụ trì chùa, mà nó tới mình cũng không biết luôn nữa. Rồi nó ngồi nó giảng pháp, nó nhìn nó liếc mình, nó coi mình không có là ai gì hết á. Mình cũng tỉnh bơ. Cái chùa mặt pháp nó có cái chuyện ra như vậy nữa. So it was a Dharma ending era temple. It transmits the improper Dharma because it infects all these 80 people, 70 people. Nó tiêm nhiễm cái tà pháp của cái 7-80 người. Họ đi ra, họ nghĩ là tôi mới học được cái chánh pháp. They walk away and they say, oh, I just learned the Pure Land Proper Dharma. It isn't Pure Land Proper Dharma. It's an improper Pure Land Dharma. Nghe rõ không? Don't be swayed by the number of people. 80 people, they all are infected. 80 người đó là bệnh hết. Not our problem. Yes, sir. Yeah, what's the use to people like follow Qinghai, for example? Yes. Realize he or she's wrong. And, yes. Try to make a change. Can they repent? They cannot. I'm sorry. Too late. They cannot repent. But then what happens? Go down? Get out of there? They cannot stay? They're trapped. Qinghai traps their own followers. They have the Dharma. But if they say, oh, somebody inside there,
not too late. It takes a long time before they get out, but they have a dharma to trap them. They are in prison. They cannot escape. The only way for them to escape is for the outsider, like a family, who go to the temple and say, "Master, please help. My sister-in-law, she's going cuckoo." Then we can help. But until that happens, they cannot help by them. They cannot escape by themselves. Because they are under prison bars. They don't realize. This is why I can talk about it freely, because small timers. Người hỏi là những người mà thanh hải nó thoát được không? Thì nói là thanh hải thoát không được đâu. Tại sao vậy? Tại mấy cái người theo thanh hải nó mất hồn rồi. Nó bị cột lại rồi. Thoát không được. Cái cách mà tốt nhất là tới chùa mà cầu cứu thì có thể giúp được. But let me tell you, if you are a real temple, I wouldn't touch it. Too much trouble. Fear. It's too much trouble. These people are too much trouble. This is a lot of trouble. Let me tell you why. Thầy kể chuyện cái gì nghe. Trước mà thầy nhận đệ tử của tụi khí công thôi. Tụi khí công là tụi khí công bên Tàu. Tụi nó là đàng hoàng đó, tụi nó hỏi là tụi ta, tụi không tụi đàng hoàng. I had a disciple who used to do qigong, medical qigong, and Qinghai is sleazeball for me. Okay, but the qigong are decent people. Okay, the better people. Khí công nó được, nó đàng hoàng, nó giỏi, người nó đàng hoàng. Cái tuổi thanh hải nó bị nhầy, bất tỉnh. So I accept her as my disciple. She actually deserted them. And I was stupid enough to accept it. I should have recognized the factor right away. Đệ tử tới học thiền với thầy, nó thích quá. Nó nói, ủa tại sao mình tiến bộ lẹ như vậy? Thì nó mới đổ quân bên thầy. Thì đáng lý thầy phải nhận ra cái thứ mà phản thầy, phản bạn. Nó phản thầy, phản bạn như vậy, nó sẽ phản mình. If they defect me so quickly, they'll defect me again. Okay? So I accepted her anyway, because I thought, wow, my first American disciple, how great. Đó thầy đệ tử người Da Trắng đầu tiên thích. And I took her in, and she's an asset to the cái bà này giỏi lắm. Thành tụi kia nó giận, tụi khí ông nó giận, they came and attacked me and paralyzed my left arm. Attack me. Nó tới cái tuổi khí công mà cái tuổi sư này á, ở Mỹ nó dở, trình độ nó thấp, đều trình độ bên đại lục đó, nó cao, nó khá cao. Thành nó từ bên đại lục nó qua, nó đánh thầy tay thầy nó bài luôn. My arm was paralyzed. I could only lift this much. That's it. Nó điểm huyệt, đánh. In the morning, during the daytime, they can't do anything to me. But they would wait until I slept. I was asleep, and they attacked me. Okay, and so they hurt me. You know, at first my half body is kind of numb, and I wake up, and then the numbness goes away, and then the arm hurt. Couldn't even lift my arm. No, dian xue. Oh yeah, they have a lot of tricks. It's okay. There's a Vietnamese class coming up in February.
It's like the acupressure. Dian. Dian. Yeah. Except that they wanted to kill me. They wanted to kill me. They weren't interested in neutralizing me, paralyzing me. They tried to kill me, but they couldn't. My nei gong is strong, so even though I'm sleeping, they tried to kill me. All they could, the most damage they could do to me is localize my arm. Actually, they're trying to kill me for stealing the disciple. Đó là nó tính giết này, tại dám ăn cắp đệ tử của nó. Nó tới nó giết mình, nó đợi mình ngủ nó mới giết mình. Nó đánh mình tại mình có nội công, thành nó đánh mình, nó giết cái nội, thành cái nội công nó đẩy ra lại, còn chỉ ảnh hưởng đến cái tay thôi. Nó đánh đủ chỗ hết. Đánh bằng ai đánh được, đánh vô. Lúc mình ngủ, mình cái hộ khí mình nó yếu, nó đánh vô được. So during the day they attack me, nothing they could do. Had to wait until I was asleep, where my chi, my protective chi is weaker. Okay? That's when they attack me. And they paralyzed my arm for, I was hurting for about 6 months. I couldn't lift. This is after 6 months, I could go from here up to here. After a year, it's gone. Là thầy bị nó, bị cái tay này bị liệt cả năm trời á, mới hết. I'm trying to tell you that helping these externalists is not worth it. Thành thầy học bài học ngay là cứu mấy cái đứa nó không có lợi gì hết. Tại sao vậy? Cuối cùng nó phản mình, nó cũng bỏ mình luôn. Because ultimately she also defected as well from me to CCTB. Nó bỏ thầy nó qua, nó đầu quân mình bạn mình thành. Mình dạy cho nó tới trình độ nó cao tuốt á, xong nó qua. I taught her pretty high level. I said, woman, okay, I'm going to teach you so that your level is higher than your own qigong master. Okay? Thầy nói, thầy sẽ dạy con, không bao lâu nữa con sẽ qua mặt thầy của con bên qigong, tại cái phó võ nó chậm, cái cách luyện võ nó chậm. The way that qigong people train them is too slow. I will show you. You will surpass your master in no time. Có mặt vụt, nó giỏi dễ sợ. Chỉ gì nó nói, whatever I taught her, she practiced day and night. Luyện nó ngày đêm luyện. Okay? That's my mistake. Đó là thầy dốt. My mistake is that I teach people samadhi. I don't teach people virtue. Thầy dạy cái định lực thôi, mà thầy không dạy cái đạo đức. Cuối cùng nó đem cái thiếu đạo đức đó nó phản, nó hại người. So he ultimately, because of lack of virtues, she starts hurting herself and the people around her. So I realized my erroneous ways in the early days. I was interested only, I said, can I teach people to do chan? So I was more interested in developing people's samadhi powers, not the virtues. So I learned my ways. Sau đó thầy mới hiểu, dạy đức cái đó, không có dạy võ. I teach virtue first nowadays. If you're virtuous, I will teach you properly to develop a proper kung fu. You're not virtuous, forget. Yes. She failed my test. She failed miserably. And when she failed, her ego is so strong, she says, Master, you're wrong, I am right. They all do that. You can ask all my ex-disciples. They all say, Master is so mean, Master is so greedy, Master is so crazy, Master is so
unfair master, you name it, I've been unfairly treated. And then none of them realize that they failed my test. Just like everything else, Shana, I need to test you. If you pass the test, I will teach you the next level. If you don't pass the test, I cannot teach you. Because the test is designed to help you understand what it takes to go to the next level. Ôn hỏi tại sao mà nó bỏ thầy đi, tại vì nó thất bại, thầy thử thách mà nó thua, nó thi hỏng, nó thi nó bị rớt. Những cái đứa mới thi nó rớt xong nó quay lại nó cắn thầy, nó nói là ông thầy này là bất công bằng, ông thầy này là tham sân si, ông thầy này là này nọ đủ thứ hết, tham tiền, tham danh, tham lợi, nó là đúng, mình là sai, xong nó bỏ mình ra đi. Không hiểu rằng muốn lên lớp là phải thi. Cái thi đó cho quý vị thấy cái điều kiện để lên lớp, cần làm gì mới lên lớp được. Okay. So at some point in time, you fail and you blame me. I know that. Okay? You guys don't realize how intricate the situation. Quý vị đâu có thể tưởng tượng được nó phức tạp đến chừng nào. Đệ tử thầy nè, nó bắt đầu nó từ ma, nó bắt đầu nó bài trận mới, nó đánh còn không biết, đánh ngày đánh đêm. The demons are lining up already attacking. Doesn't he know that? Tôi nó đánh ngay, tôi không tha. Hở một cái nó tới, nó về, nó đánh. Đánh ngày đánh đêm. Mà không biết chuẩn bị. Cái thử thách đó giúp cho quý vị thấy cái chuẩn bị là cần chuẩn bị cái gì để mà kháng cự lại nó. Mà không chịu học cái bài đó là sẽ tuột. So the test is designed to help you understand how to build up defenses and eliminate your flaws where they can no longer attack you. If you fail those tests, it's not good for you to cultivate. Okay? So, any questions? Ai thắc mắc gì không? When you reach a certain level, you need a teacher. Quý vị tới một trình độ nào đó rồi, phải cần người thầy hướng dẫn. Nó phức tạp dễ sợ, nó có những cái phiền phức, có những cái phiền toái mà quý vị không thể nào tưởng tượng. You cannot imagine how complicated it is. It's very complicated. Phải sửa loạn từng lý từng tí. It took me 10 years to prepare for my cultivation. Cá nhân thầy á, thầy sẽ soạn chuẩn bị để mà luyện á, 10 năm mới được phép luyện. I had to prepare 10 years. It took me 10 years just to prepare. So I know how difficult it is, how complicated it is. Nó phức tạp dễ sợ. And unlike you, I had to figure it out myself. Thầy khác cái vị chỗ là không ai hỏi ai được hết. Phải ngồi đó suy nghĩ. Tại sao mình đang kẹt? Why am I stuck here? Thằng cái vị thấy cái sự khác biệt không? Cái người mà ngồi đó mà suy nghĩ mới hiểu cách dạy người khác. Còn cái người mà có ông thầy á, ông thầy chỉ giải cho nó xong, nó không biết tại sao nó tiến bộ tiếp. Thành ra mấy ông kia mặc dù ông lên cao, đều không bỏ thì giờ ông hiểu tại sao lên được. Thành ra không biết cái dạy người ta. Hiểu chưa? So I explained to them Vietnamese, I said, you know, like I had to sit there and figure out why that I'm stuck, why am I hurting here. You know,
And why am I stuck for, you know, I have these, all these serious problems, why is that? So, and I couldn't ask anyone, including Master Shen Hua. Couldn't ask anyone. So you have to figure it out. I read all books, all kinds of books. Lập sách các bài, ngồi suy nghĩ. Okay? And then once I figure it out, then I understand what it takes to go from level next. Because each level, mỗi cái tầng đó, một trình độ, một cái tầng mới. Each level is a new war. So I had to figure out the various levels, where, you know, how they attack you and all those things. And that's a difference in that because I had no teacher, I had to spend the time to figure it out. If you have a teacher, the teacher will simply give you a test, and you pass the test, and you naturally know what to do. So you don't have the depth. You know, your path is very narrow. My path is a lot harder than yours because I have to experiment all kinds of things until I found something that works. So it took me longer. Yes. How? Why do I keep up? Because I didn't like to fail. I'm the kind of person, when you challenge me, I don't back down. I'm a driven person. I'm always a driven person my entire life. I don't like to fail. And it's only one reason. The only reason being, you know, it's fascinating to figure out where your weaknesses are. Your weaknesses are. It's not your strength. It's your weakness that matters. Because I will not hurt you. But they can hurt me. So by hurting me, by getting hurt, I figured out where my weakness is. That's my strength. My strength is not in beating people, but in figuring out how to beef up my defense so that people can't attack me anymore, can't harm me anymore. That's my ayana. We don't attack people. Yes, sir. No, there are all kinds of weapons, all kinds of tools that you can do to impose your will on others and harm others. It's no different than martial arts. You learn how to throw punch, to kick, to strangle, to break arms, to, you know, yin xue. Mm-hmm. Just like my teacher, he can take a professional boxer, high boxer kick and a deep and a elbow, no problem, because nothing happens. He's not a even higher level can even take a weapon like a spear, a sword. Yeah. The Buddhists too. They can have the same thing. So these can defend against. It's a different kind of approach. We definitely use a different approach. Yours is like good, but it has limitations. Ours can go further. This is why we don't fight. Because when we fight, you get hurt. That's why we prefer you attack us. So that we figure out our weakness. But we don't need to hurt you. We defeat by not getting hurt, not by attacking.
So they can't hurt us. They can't hurt us. That's where it's called virtues, because they realize we can hurt them, but we refuse to hurt them. We allow them to hurt us. Cái đó là cái đường đạo đức. Ông này ông hỏi tại sao có những cái vỏ mà ông bảo vệ mà nó đánh không vào được. Thầy nói bên Phật giáo chúng ta tu nó khác. Thì như Phật giáo chúng ta tu là để cho người ta đánh mình. Ta đánh mình thấy được cái chỗ hiểm của mình đó. Mình đổi cái chỗ yếu của mình. Mình sửa chữa nó. Thì lần sau nó đánh mình không được nữa. Thì nó so người ta mới thấy rằng là mình hơn người ta, mình mạnh hơn người ta, mình có thể hại người ta được mà mình không hại người ta. Cái đó là đạo đức. Còn đạo đức đó có nghĩa là mình hơn người ta đâu. Là phải đánh để hơn đâu. Đạo đức mình hơn mình không đánh. Đó gọi là đạo đức. It's called the way of virtue. We can hurt you, but we won't. We can kill you, but we won't. Because that's not what we are about. Chúng ta tu hành đâu phải để mà hại người ta, để mà đánh lộn người ta. Okay? It doesn't mean we don't practice. We practice, but not to hurt, not to kill. So for example, the ghost comes here and they misbehave. I say, ah, hey, you come here. If you misbehave, okay, you will target practice for us. That's Buddhist. That's Mahayana. That's my Mahayana approach. Okay. The other each temple is different. Our approach is slightly different. Some of the other temple, for example, they have these mantras, like the Tibetan mantras. They use a mantra to fight. Okay. And beat back the enemy and all those things. We can do that. We prefer not to do it, but we can as well. We prefer to resolve it instead of fighting. That's all. Okay. And that takes patience. This is why we sit in Chan Chi. Because it build our defense. Cái thiền thất đó, nó giúp mình cái phòng vệ càng ngày nó càng mạnh. Nó đánh vô. The Chan Chi is what builds our defense. The golden bear here is limited. You see, the Chan Chi we practice is unlimited. The golden bear thing here has a limitation, has a weakness. I'm not going to tell you what. We have a weakness too, but we're working on it, and we beef it up. The next time your shifu comes, he beats me up, and I see. Okay, that's another one. So we beef it up. Okay. So the approach is different. The Buddha's approach is different. My approach is different. We don't fight. He has a lot of fight, not because he won't fight. He looks a lot weaker than that. Yeah. Yeah, you see, the Buddhists is that, you know, like Maitreya or Shakyamuni Buddha, they would let, I'm practicing the way that these Bodhisattvas practice. They let you beat them up. They don't fight. That's Buddhist. Does it make sense to you? It's been, I'm not doing anything new. I'm not doing anything different than what those people are doing. They don't fight. Okay? Even if they fight and they, you know, I'm going to cut off your arm or whatever, Shakyamuni, okay, cut it off. If you can, cut it off. You want to beat me, punch my nose, go for it. I'm not fighting.
It's something Westerners have a hard time accepting because they're afraid to get hurt. Now you understand why Chan Chi is so important, because Chan Chi beats us up. His level, his kung, his martial art is very good. I recognize that your teacher's martial art is very good. The guy that you talk about, that kung fu is pretty high and he looks so weak, he's very good. But he does not understand his skill is not the top notch skill for his kung fu. It's not the top notch. He hasn't got there yet. Because by the way you just talked about him, how he acts with his people, I can tell you he's not the top notch. He hasn't understood that dharma he learned from his teacher yet. That's why he still behaves that way. But he's very good. He's very high. There aren't many people who are like that. It's a big accomplishment. And you have to go to a guy like Shaolin before you can beat him. And Shaolin has a very practice who would be exactly the kind of practice that will neutralize him. The golden bear thing you think is powerful, you know, the Shaolin throws a punch, will crush him. Crush him. He has no defense against that. He says that Shaolin practice Chan. Chan is just, you cannot, there's no shield strong enough for Chan. There's no shield. Our Chan, our skill, you know, when you perfect Chan, the shield is so strong that no one can touch us. But in the same token, when we attack people, they have no defense against us. I'm talking about, you know, like Bodhidharma and Master Shen Hua and Six Patriarch, those people. Ma Zhu, Bai Chang, you know, these people are incredible. You can't touch them. Yeah, and the Chan people are incredible. Their dharma is by far the best. It's because the dharma is the most powerful dharma. Okay? All right. How do we end up here? From the end of the world to sword, flying daggers and saucers. It's fascinating. You learn, you know, the Chan is the highest form of martial art. So that's why you see when we teach Chan, we teach you no fighting first. If you practice Chan with the spirit, no fighting, you get way up there. And these people, the problem with his teacher and his Tao is that they practice with a fighting spirit. That's why they... Oh. Does it make sense? They limit themselves immediately. Very good. In order to go to the next grade. That's what Chan is incredible. You don't realize how broad a foundation we lay for you. All the way. You see that? Next lifetime.
you go to another temple and they talk about Chan, they say, oh, sound familiar, the same exact principles. You understand that? Well, Chana is very smart. Yeah? It's because if we don't lay the foundation for you right now of the virtues, I learned my lesson. I made mistakes initially with Randy and Ugh and Handang and Josefa and Mel. I made mistakes. I admit it's my mistake. I taught them Kung Fu. I didn't teach them virtue because I wasn't sure I was able to do that. Okay? And I learned my lesson. I don't teach it anymore. I teach it when you're ready. When you have the proper virtuous foundation of no fighting, no greed, no seeking, or those things, I will teach you. When your foundation is not there, I'm not going to teach you. Because you hurt yourself. Are you Western? Yeah, they're Vietnamese, Chinese, American. Men, women, Hong Kong. I never taught Peter anything because he has no foundation for anything, just books. You learn a lot more than he does. You know a lot more than he does. You, Peter. Yeah. Peter is gifted. He's very gifted, but. Yeah, but that's all intellectual. It's not virtuous. You know, Jinni, virtue is what is going to take you the furthest and will bring you the greatest rewards. All those temporary things that they look at right now, like cars and house and money and those things, will bring them trouble. Think about it. They're a burden. When you have all those things who have the proper foundation of virtue, you will get in trouble. You get stuck and you commit offenses. Yes. Yeah, you read books in Buddhism, there's no way for you to understand. Because you know, the books that contradict each other and they don't know, you know, like I give you an example, no fighting principles. I can assure you, I can lecture to you about no fighting for next week. I'm still not done. One principle, no fighting. It takes forever to explain to you. Forever. That's how profound the principle is. Why do I say that? Because it took me 20 years to understand it. What no fighting really means. 10 years, they beat the heck out of me. And I said, I don't like this. The next 20 years, I stopped fighting. I learned to stop fighting. So I learned both sides. It's incredible. If you don't stop fighting, your kung fu will not increase. Like Shana says, unless you stop fighting, you will not. You will stop making progress. Unless you are not greedy, you will not make progress. So the teacher says, cut it out. Don't be so greedy. Stop the fighting. Like Ma Zhu did to Bai Chang. He says, you're being stupid. Because only Ma Zhu can see it. Bai Chang can't see it. All those things.
takes years to mold, to understand. And it's fascinating because the more you understand, the more fascinating you find the cultivation is. It's so fascinating, so rewarding to see, oh wow. So I've been worrying about this problem for 20 years now. Oh, that's what it really means. And you say, wow, it's so beautiful. Why? Because, you know, simple principle, there's no fighting. You know, you do it wrong for 10 years and you realize, oh my God, this is why I'm stuck. I stop it. Discovery of cultivation. So to be. Yes, sir. So, what makes you any different from the rest of us? Sending you feel the same way? What's that? Shana, she feels exactly the same way as you do. What's that? Jimmy, you feel the same way as he does? Huh? Don't you? You do, huh? Repeat to him in English. Hear the same? You think you're superior? He feel he's superior. He's going out to prove he's superior. Superior? Huh. I feel. It sounds like it's a Korean problem. So only the two Korean women agree with it. I asked the two Korean women, you have the same problem? Yeah, yeah, yeah. And you see, the Chinese don't have that problem. I don't know if this Vietnamese lady understands it or not. She's gone. Clearly, the Chinese don't have that problem. It's a common. I have that experience too, but I learned from Master Pingpa and from the book, and I remind myself by the way when I go out, sometimes I saw someone suffering, like reading or fighting or some visible morning.
so you feel compassion. And then I ask myself, what do you do for that? So I tell myself, I learn to meditate, I learn to make a mantra or something. So my wisdom will open, and in the end of that process, I will become Buddha someday. Some karma. So I will solve that problem for living day. That's why I stop my fighting, stop my competitive and something like that. I forget it. I see my far target become Buddha, become wisdom. So I forget the small thing. Sometimes I come back to the very technique. But I sometimes realize, oh, that's wrong. I change my direction. Sometimes I want to sit. I don't want to sit up. Sometimes I have to make a strong in my muscle movement I make. She's so suffering. So I met a young woman from Cambodia. She told me she come here with her mom. And then the woman left her when she was 50, 10 years old. And she went up. And then one day, your mom goes to Cambodia. You stay here. You know how the kids feel that. So I have that by someone screaming my heart. So sometimes I feel lazy, sometimes I feel happy. I think about that woman. So someday. So someday we will wisdom, we will come with that. We know happy, we will stay and care with that. We have a lot of living days in that life, including myself too. So I forget all the petty things or competitive and angry or fighting and easier. It's Vietnamese. Now I have one conclusion that as soon as this body will decay, never appear, should appear to anybody. Am I right or wrong? The problem you have, Sơn Đinh, is that you are a useless man. In my eyes, you're a useless person. Useless. You have no value. Because everything about you is about what you want to do. For yourself. You're only useful to you, no one else. What value are you to society? A normal person, I'm sorry if I insult you, a normal person would say, what is my contribution to society? Where is my place in society? This guy is just the exact opposite. He says, I want to do whatever it takes for me to be comfortable and be happy with myself. That's useless. You have no ideals. You have no use to anyone else but yourself. No one ever talked to you like that. Huh? All the people who teach you how to be more comfortable with yourself. That's very good. That's excellent. And that's why you develop this goodness core inside of you. That's very good. That's very impressive. But what is this goodness if it's not put to good use? There's no virtue in keeping it to yourself. It's no virtue. Yes, but continue your path. He'll be a very good person, and he'll be a better person, you know, and so on and so on. But guess what? Only to himself. It's nonsense. It's a waste of time. You end up being a chữ cung quỷ. That's the path. That's why I told you the story yesterday. Because you end up being a chữ cung quỷ. I read a certain book in Chinese.
the Buddhist is different from your approach. The Buddhist is we teach you by saying, we teach you about kindness, we teach you about compassion, we teach you about helping others, we teach you about suffering that others are undergoing. Okay? And help, hopefully help wake you up. Your teaching is numbs you to all those things. Yeah. You know, I feel that your nature are very similar. I already your nature, my nature are very similar. I feel it. So when I struggled during the cultivation, I always thought that I just wanted to close my business and be happy because I can also live with there being more eyes around me. And I want to simplify. But then on the other hand, I thought of why do I rate my education and all the intelligence and experience if I can make it more useful for somebody else who doesn't have the gift? Which I have to bear a lot of stress. So when you all used to say, well, we can go to nature and live in squirrel and challenge all these things, but actually I don't need all these things. I try to make a settlement to find a way. I don't still know what the way is, but I'm trying to find a way to be useful for others. Like, I guess one thing that I do, when I study Taoism and then Buddhism, I end up being more Buddhist. Actually, I don't really have much Taoism, but I tried to do as a book, but what I say is I don't know where or how to start with it. But on the ship, I try to explain only I could get good in the light of being a CEO. Other than that, I cannot do much. Just don't need to learn certain skills to start. Like that book is good. He helped the society. He grew up a poor family, but he started school not just himself. He let other people study and think about them first. And he was very successful on that. He's in Manchuria, China, like 1930 something. Mm-hmm. Of course, his charity work got broken by the war. Mm-hmm. Eventually, swept out by Communist Party. Okay, even Japanese respected him. Mm-hmm. Nobody, everybody was certain the Communist kind of sweep everything out. Mm-hmm. And this is a real good one. More practical, but what I see with the society that time and today, the Western society is totally different, number one. Number two is just find out how to pick out how well to start. He's so good level, he can even tell people, people get sick, right? Some have a very problem, he just tell why this happened and make them recover quickly. Mm-hmm. He has such ability. Mm-hmm. I know this ability is not by any spiritual or any something like that. This is just by basic life. He understands people, why they get built up and created this disease or sickness. Mm-hmm. And related to their mind. I like that. And he tells you have a certain problem here, and when they realize, the problem goes through. It's a good book. I introduced this book to many of my friends. I compared the society pattern. It's just hard to get a great start. No, he has a role model. There's like a person he admires a lot who can help a lot of people. But still, his problem is that he has no ideals. He doesn't address his problem. His ideal is from his prior life cultivation where he understands there's nothing to be attached to. It's a habit energy. Now he's simplifying, and he's going the same direction as before. That's how the core is from prior life as well. So, but the problem is that it's been accumulating, so he has no more ideals. He only thinks of emptying himself of desires, like the Taoist do.
And they often limited you, they cannot do much for others. There are many great Taoists who actually have bigger ideals than he does. He's a small-time Taoist. You know, like they have the ideal that actually they want to benefit a lot of people. What's surprising about him is that he has such a good core and yet he has no ideal. He's struggling with that. My friend and I sort of helped this idea, but we just don't know how to start. Yeah, you want to help society, it's an ideal, then the practical thing is you have to acquire skills to help society. You need to invest. You need to do martial arts, you need to do, you know, whatever. Go farming, go build a boat or something. You need to do something to contribute. You can't simplify. To simplify is only for yourself. What you need is you need a teacher who's going to tell you what to do. The problem you have is you have no role model. He has no role model whatsoever. So he only rely on what he belief system is that he simplifies, which is a beautiful, beautiful process. It's remarkable. But it's not very useful. Because for us Buddhists, we look at that and say, yeah, you end up to being a very, very significant achievement. But in the end, it's of no use to anyone but yourself. So why? Why to go through all these lifetimes to do it this way? It seems to be such a waste. That's all we're trying to tell him. Does it make sense to you? You're gonna be able to help that doctor guy. Because you'll be able to empty yourself and you'll be able to have spiritual penetration. You can do this, you can do that. Okay? But it's very limited. Too limited. Why? Because your ideal is too small. Your ideal is centered around emptying yourself. Whereas for us Buddhists, our ideal is what? It's centered around helping others. So we learn ways to help others. Right from the outset, we want to learn how to help others. And we find out that the best way to help others is to empty yourself. Our emptying, self-emptying process is so much better than theirs. So much better. Because our ideals is so much bigger. Therefore, we need to have a process which is so much more effective. Does it make sense? To get there. So that's the difference in blessings. You won't have enough blessings to believe in small ideals. The Buddhists cultivate a blessing so that they invest them in a bigger ideal. Will bring on bigger results. Be careful where you set your sights on. You want small results, you get it. Make sense? What you have is remarkable. The goodness you have inside of your heart and your dantian is a feat, quite a feat. It's most remarkable. But upstairs, there's no ideals. That's all I can do. I can only point out to you, you lack ideals and to me as a Mahayana Buddhist, to me it seems a terrible shame you waste your life, your time this way. Whereas, you know, you can do so much more good for others. You don't understand. You don't understand. It doesn't matter anymore.
you find a teacher, you find a role model. I found mine in Master Shen Huang. That's the difference between me and you. I found a teacher already. And I spend my life emulating him. I have a role model. I have a pathway. What you said tonight is you don't have that role model yet. Go find one. Simple. I don't know. You have to choose one. You have to choose a role model. Choose Shana. Choose, Chini Chini. Thầy cô thầy mới nói chứ, ông thành thật nói, ông là thầy rất là thích ông. Thầy ông là người tốt dễ sợ lắm. Người nào tốt, thầy chưa gặp người nào mà tốt, cái tâm nó tốt như vậy. Hiếm dễ sợ lắm. Cái vị tốt á, 60% tốt, 30% là bề nhầy ở trong. Mà chính quý vị không thấy đâu nữa. Ông nào tốt á, thuần, có tốt một cái thuần, đơn thuần. Nó luyện hay dễ sợ lắm. Mà mới lạ, ủa sao mà cái người sao mà luyện hay. What fascinates me about him is that his core is really what the Chinese call tan chun. Ta da tan tiền sẽ tan chun đó. Sàn liền. Sẽ tạo treo đó. Liên cung phạm. Yeah. And the way he works is that his core is very, very good. You know, the Tan Tien is so nice, so shan liang. Tan Tien, that qi is very shan liang. The qi you store here is so pure, so good. It's impressive to me. I don't see that many people like that. Okay? That's quite a feat. It would take us Buddhists years before we can attain that. Người Phật tử phải luyện biết bao nhiêu năm mới tới được cái trình độ đó. Không phải dễ đâu. Thành thầy mới tò mò. Thầy mới có, cái thằng này buổi sáng nó luyện hay dữ vậy. Đừng có khổ, lãnh đổ nó không có gì hết. But the problem is upstairs is nothing. You can't use it. So his clear is that he needs to find a role model that he can use, apply the same role model to pattern his development. Because the core is there already. Thành ra nó có cái vốn rồi. Mà không có cái phương pháp để phát triển cái tâm để mà dùng cái vốn đó. Tha là tan tiện, tha là sùa dũ đó. Nây, gôn, chi đi, hẳn hào, hẳn sang dạng đó. Cái sang miên à, sang miên sẽ mấy dầu sẽ mà lý chẳng. Nhà dầu sẽ mà dùng nè. Ngô số, ngô áo sư ta, hình tiền ta nè. Ngô chư chỉ là một cái rắn à, ngô chào một cái sư phụ. Ngô đi sư phụ chứ sư xuyên hoa sang rắn. Thằng thầy, phương pháp thầy dễ, thầy tìm một ông thầy xuyên hoa, thầy bất chước ông, thầy tu thôi. Why? I patterned my life after him because I know he did great things. Bước trước ông, cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Còn cái ông này là không biết làm gì, như ngồi làm tầm bậy tầm bạ, hết chuyện này chuyện khác, cái toàn loay hoay như con dịch vậy, như gà mất đẻ vậy. Không làm ra gì vậy. So, therein lies the approach. You got to find a role model. You depend on yourself, it's not going to work. Because you're full of imperfection. Mình mà chỉ mình ý lại mà mình không thể nào mà thành công được. Khác như chừng đó thôi. Nè. Tiếng nó thùng mắt. Hà ru chinh. Hồ dụ dư điện lê hả? Sao mà sư chị? Phản nào à? Hả? Hắn phản à? Sớm hoa tay dễ bú dạo thiền là thay phản là hả? Như dương
But you have to cut out all these things where you just float and you simplify and then, because it leads to chữ cung quỷ đó, chẳng chịu. That's all you're gonna end up being. It's gonna be a long, long time before you reach the level, by the way. It's gonna be a long, long time. Where it will be such a waste. Okay? Thầy nói là ngày hôm qua tôi kể chuyện mà chấp không quỷ đó, tại vì thầy nói hướng đi là chừng đó thôi, còn chừng trong tương lai biết vài chục ngàn kiếp mà để ông thành cái cỡ đó, nó chỉ là phí cuộc đời mình thôi. Ủa? Okay. Any other questions? All right. If you have no questions, we just made another record. Almost 3 hours. I don't know about you. I'm very westernized. Thầy biết có gì sao thầy là ảnh hưởng Tây Phương rất là nặng. I do not want to waste time. I can't stand it. Thầy không thể nào phí thì giờ được. I can't stand wasting time. Time is too valuable to waste. Thì giờ nó quý báu quá, không thể nào phí được. So, all right, 有什么问题呢？还有什么要说？不哪里呢 ？Yes, sir. You have to change your ways.You change your ways. If you want to learn, okay, you have a good core already, and you have to change your approach to life. You have to cultivate. You can't just float.I told you already, but you didn't quite understand. Okay? I offer you, I made you an offer. I said, you have a good core. You need to change the upstairs. How? By planting blessings. You need to plant blessings. You want to stay here, you have to plant blessings.We all work. We work our butts off. And we find meaning in our work. Because it's our work that helps us cultivate. In the work we assign, they're assigned to them, there's a lesson being taught to them. Okay? They're being trained. You're not receiving any training.You have no wisdom. How can you train yourself? And that's the Chinese Mahayana tradition. You find a teacher who will train you, who will guide you.The Taoists have that too. You know, I have some Taoist friends who are disciples of Zhang Sanfeng. Zhang Sanfeng, a very good man. Okay? I have some disciples, some friends who are disciples of Qi Gong, Lao He Shang, Qi Gong He Shang. Those are good people.
You can go there, that route as well. Go find Chi Kung He Sang and bow to him. Go find Chan San Feng and bow to him. I tell you funny. Nó nói là thầy khuyên không phải là mình tự quảng cáo mà nó bên đạo đại đạo giáo nó có nhiều người giỏi lắm. Tao cho tao mình làm nhiều hơn đua hơn đua hơn 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 hào tao rồi nữa. Chia sẻ đó chẳng cũng là bú sào bú sẹo. Thì đó mình đâu phải mình quảng cáo nó bên tụ đạo giáo nó có nhiều ông thầy giỏi lắm. Trương Tam Phong là giỏi lắm rồi. Trương Tam Phong là đạo sĩ. Rồi cái ông Tế Điên, Việt Nam mà nhiều người theo Tế Điên á, thì có nhiều người quen mà họ theo Tế Điên, được Tế Điên dạy kỹ lắm, tàu Việt Nam dạy kỹ lắm, dạy giỏi lắm. thầy nói là thầy kể cho ông nghe cái câu chuyện là thầy trước thầy quen một cái người bạn đó là đệ tử của Trương Tam Phong, là Trương Tam Phong dạy ông dạy cách luyện công. Xong rồi nó qua nó học bên Phật giáo nữa, tại cái tuổi đạo giáo chưa muốn đi học lõm Phật giáo. So when I was about to tell him Vietnamese that I used to have a friend who a person acquaintance who's a Taoist, devoted Taoist, like you. He's just like you. He finds odd jobs and makes enough money and he stays home and okay, that's what he does. He's more a lot more dedicated than you are. Yeah, he meditates. He only makes enough money during the year so that he can afford to pay the rent and take care of his expenses, and then he meditates the rest of the time. Devoted Taoist. And Chan San Feng would appear and teach him how to do it. Okay, let me finish my story. Okay. Nghe tiếng Tùng á. Hử? Trang San Phân á, nó là cái tao sư, cái hình dấu miếng nè, hình hào cái sư phụ. Nghe tiếng của đồ hoa huy dấu, sáng nào bị chắc phảo, bị chắc phảo. Hử? Nghe sáng nào huy会减少啊，但他thương Nam Phong ông này làm việc bạn ở trong nhà quen đó, ông chỉ làm việc tà tà thôi, làm đủ tiền để ở nhà tu thôi, tà tà tu, ta chỉ giao chào một cái chào chào từ công tác chào thuận tiện đủ rồi, thì không cần công tác rồi, tại gia tà tu à. 那时候，张三丰还是来教他怎么用功。张三丰我现啦，也啦练功。So the Taoist, you know, they this guy here makes enough money, stays home, meditates, and then Chan San Feng, a very famous Chinese Taoist. Okay, he's very good. He's immortal. He will appear and teach that guy how to meditate. To do Tai Chi, the acquaintance of mine. Okay? And then he would go, and then we learn more from the Buddhists. He would learn the Vajra Sutra. Tới chùa, nó thỉnh cái Kinh Kim Cang về, nó nghiên cứu. Tha hái trở lại, tao sư mèo lại, trình di bẩn, Kim Cang Jing, lại diễn chiều. Very devoted. Okay?